Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện 2198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện thần thoại kỷ nguyên, Ta tiến hóa thành hàng tinh cấp cự thú, tác giả Quần Ngọc Sơn đầu kiến. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé, xin cảm ơn. Chương 153, yêu nghiệt khắp nơi, trấn áp đương thế. Trạng vạng tối, ăn xong cơm tối, dọc theo quảng trường, nhìn xem từng bước náo nhiệt lên căn cứ, Lý Mãnh cảm khái nói, CMN, đến sau này ta mới biết được tầng 3 chẳng là cái thá gì, sớm biết đi học Trần Sở một chút tới. Lưu Phong cũng giật mình nếu như mất, đúng vậy a, ở trường học chúng ta là năm nhất liền đột phá tầng 3 thiên tài, nhưng nơi này tầng 3 đầy đất đều là. Hào hứng tới chẳng những bức không giả dạng, còn bị mạnh mẽ đả kích, cũng liền những cái kia cống hiến có thể mang cho ta một điểm an ủi. Trần Sở hai tay ôm ngực, tựa ở trên lan can không nói nói. Tại sao ta cảm giác hai cái các ngươi tại kẻ sướng người họa, nơi này điểm cống hiến rất tốt kiếm lời ư? Hắc hắc, vẫn được, vẫn được. Nói lên cái này, Bạch Mạc mấy người đều bắt đầu cười hắc hắc, nhìn lên có chút hèn mọn. Lý Mãnh mặt mày hớn hở nói, nơi này biến dị thú quá nhiều, tới vẫn chưa tới một tháng, chúng ta trung bình liền kiếm lời 100 suất đầu điểm cống hiến. Bất quá chỉ là hơi mệt, mỗi ngày đi sớm về trễ tập kích bất ngờ mấy trăm km, có đôi khi sẽ còn ở bên ngoài chờ 2-3 ngày. Nhất là gánh biến dị thú thi thể trèo đèo vượt núi thời điểm, dễ dàng gặp được cái khác sinh vật biến dị tập kích, muốn thường xuyên phòng bị 10 điểm phiền toái. Chỉ là bọn hắn mới nói xong, Trần Sở liền kinh ngạc nói, các ngươi tới lâu như vậy, trung bình một nhân tài kiếm lời hơn 100 điểm cống hiến. Tại Trần Sở có lẽ nơi này biến dị thú khắp nơi, tùy tiện sát cơ đầu cấp 3 liền là trên 100 cống hiến, cố gắng nữa mấy lần điểm cống hiến không phải soạt lạp liền có ư. Hơn nữa hắn ở bên ngoài chỉ là nửa tháng liền kiếm lời hơn 400 điểm. Tất nhiên, bọn gia hỏa này khẳng định không thể cùng hắn so, nhưng coi như thế thu hoạch cũng so Trần Sở dự đoán ít hơn nhiều. Không ít Trần Sở. Lưu Phong thỏa mãn nói, chỉ là hơn nửa tháng liền kiếm lời 120 điểm, tương đương với lúc trước ta tại co ô gia thí luyện lấy được tổng hòa, còn muốn tăng thêm kèo ra chỗ đến. Viên Thành Hoàng cũng mãn ý gật đầu, chính xác, rất tốt. Đáng tiếc chúng ta còn không đột phá tầng 4, bằng không liền có thể đi sâu Vân Vũ Sơn Mạch đi tìm điểm tài nguyên. Đối với săn giết sinh vật biến dị, còn muốn gánh thi thể trở về mệt gần chết, tìm tới một cái tài nguyên chí ít 500 cống hiến tới tay, nếu là có thể kéo dài khai phá còn có sau này chia. Đừng nóng vội, bánh mì cũng sẽ có. Bạch Mạc tự tin nói, lấy chúng ta bây giờ thu hoạch điểm cống hiến tốc độ, đại lượng đổi tài nguyên tu luyện cùng chiến đấu tôi luyện phía dưới, rất nhanh liền có thể đột phá tầng 4. Đúng, cố lên, sớm một chút đột phá tầng 4, không thể để cho Trần Sở gia hỏa này phách lối quá lâu. Khục. Ta không phách lối a. Trần Sở vội ho một tiếng, biện giải cho mình. Lưu Phong hừ hừ, còn không phách lối, trang bức thời điểm đều không chờ nhất đẳng các huynh đệ. Chính là, Viên Thành Hoàng ồn ào, Hạ Hữu Huy gia hỏa này nói có việc, một người lặng lẽ chạy về tới, hại đến chúng ta bốn người mang đầu kia cấp 4 biến dị thú thi thể mệt gần chết. Đối mặt bọn gia hỏa này chỉ trích, Hạ Hữu Huy chỉ là tại nơi đó đắc ý nháy mắt ra hiệu. Bên cạnh, Lạc Phi ngắm nhìn xa xa lên xuống dãy núi. Nghe lấy những đồng học này nói khoác nói linh tinh, khóe miệng nhấp cười. Tán gẫu một lát sau, Trần Sở nhìn về phía cái kia sừng sững tại quảng trường một bên màn hình lớn, phía trên thiên tài bảng, chiến tích bảng hai cái đại giao diện 10 phút đồng hồ quay vòng một lần. Trong đó ba cái nhân cấp thiên tài bảng chỉ lấy quay 100 người đứng đầu, chẳng qua trước mắt năm nhất chỉ có hơn 20 cái. Trần Sở bỗng nhiên nói đến, các ngươi đối với phía trên những cái kia thiên tài hiểu bao nhiêu? Đối với những cái này có thể vào 100 vị trí đầu thiên tài Trần Sở có chút hứng thú, chỉ là bài danh đằng sau chỉ có danh tự, không có chỗ tồn tại trường học cùng cụ thể tu vi các loại. Tựa hồ chỉ có xuất hiện biến động thời gian, hiện lên chữ đỏ lớn mới sẽ biểu hiện những cái kia. Chỉ là đối mặt Trần Sở hỏi thăm, Lưu Phong, Bạch Mạc mấy tên biểu hiện trên mặt có chút lúng túng. Lý Mãnh vội ho một tiếng, cái này, chúng ta kỳ thực cũng không phải hiểu rất rõ. Lưu Phong sờ lên đầu, chúng ta mới tầng 3 trung kỳ, khoảng cách sau khi đột phá thời điểm cũng còn kém một chút. Nguyên cớ không chút quan tâm tên thiên tài này bảng. Tốt a, Trần Sở không nói lắc đầu. Lúc này Hạ Hữu Huy cười hì hì nói, những cái này ngươi hỏi bọn hắn chính xác hỏi không, bọn hắn tới phía sau từ sáng đến tối trong đầu đều là giết biến dị thú, chiến đấu. Hạ Hữu Huy, nói ngươi thật giống như không đi theo chúng ta cùng đi đồng dạng. Lưu Phong không phục. Hạ Hữu Huy nhún vai, ta bình thường tuy là cũng cùng các ngươi cùng đi giết biến dị thú, nhưng mỗi lần sau khi trở về, buổi tối ta đều đi những học sinh cũ kia túc xá đi dạo. Vừa vặn, năm thứ ba có mấy cái học trưởng ta biết, không đúng, phải nói bọn hắn nhận thức ca ta, dạng này tính toán cùng ta biết cũng đồng dạng, hắc hắc.
Bất quá là năm đó ca ta tốt nghiệp thời gian mấy cái kia học trưởng mới năm nhất, nguyên cớ chỉ có thể nói quan hệ vẫn được. Gia hỏa này, trời sinh giao tiếp bát quái tay thiện nghệ a. Trần Sở khen, thế nào, tìm hiểu đến chút gì? Hạ Hữu Huy lắc đầu, bọn hắn biết đến kỳ thực cũng không nhiều. Trước mắt chỉ biết là Nam Thiên Vũ Cao có 5 cái thiên tài lên bảng, năm thứ 2 có 2 cái, theo thứ tự là Cơ Trường Không cùng Bạch Nguyên Bức. Cơ Trường Không liền là đứng hàng năm thứ 2 thiên tài bảng thứ nhất cái kia, nghe nói hắn cảnh giới đã đột phá tầng 5 trung kỳ, năm thứ 2 yêu nghiệt nhất một cái. Bài danh 26 Bạch Nguyên Bức cảnh giới thì là tầng 5 sơ kỳ, những người này thực lực rất mạnh, quanh năm đều đi sâu vân vụ sơn mạch tôi luyện ý chí cùng chiến đấu. Trừ đó ra, năm thứ 3 Nam Thiên Vũ Cao có 3 người lên bảng, theo thứ tự là thứ 5 Trương Thiên Long, thứ 19 Lý Viên cùng thứ 35 Lâm Mị. Trong 3 người Trương Thiên Long ở vào tầng 5 đỉnh phong, 2 người khác thì là hậu kỳ, toàn bộ năm thứ 3 có thể lên bảng người đều là tầng 5 trung kỳ trở lên. Bất quá năm thứ 2 thiên tài bảng nhỏ yếu một chút, đạt tới tầng 5 sơ kỳ chỉ có hơn 50 cái khác đều là tầng 4 đỉnh phong. Trần Sở như có điều suy nghĩ, năm thứ 3 đều đột phá tầng 5 ư. Tầng 5 rất mạnh ư. Tất nhiên mạnh, phải biết Bàng Long những cái này tu luyện vài chục năm mới tầng 6 đỉnh phong, gần nhất mới đột phá tầng 7, liền biết những thiên tài này có bao nhiêu lợi hại. Bàng Long mặc dù nói qua bọn hắn ngay lúc đó, thiên phú chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng cũng phải xem lúc ấy là cái gì hoàn cảnh. Mười mấy năm trước không có trúc cơ công pháp, mỗi một cái có thể người tu luyện kỳ thực đều là thiên tài. Tại dưới tình huống đó trung đẳng thiên phú đã không thể so hiện tại Hạ Hữu Huy, đám người yếu. Dưới loại tình huống này tu luyện không đến 3 năm liền đột phá tầng 5, những người này cơ hồ mỗi một cái tại chỗ tồn tại vũ cao đều thuộc về yêu nghiệt. Lúc này Hạ Hữu Huy lại lắc đầu nói, bất quá thiên tài bảng hàm kim lượng đồng dạng, thu nhận chỉ là trước mắt cảnh giới cao nhất một nhóm người, chân chính có hàm kim lượng chính là chiến tích bảng. Cuối cùng cảnh giới mọi người đều có thể trông thấy, nhưng chiến lực mới là so sánh một người mạnh bao nhiêu tiêu chuẩn. Tại siêu phàm chiến giáp, siêu phàm vũ khí, tu luyện bí pháp, còn có đối tu luyện cao cấp chân vũ lĩnh ngộ mức độ trở, những cái này đều quyết định chiến lực mạnh yếu. Chiến tích bảng lấy hai loại hình thức bài danh, loại thứ nhất là quanh năm suốt tháng đánh chết biến dị thú điểm tích lũy tính gộp lại, điểm tích lũy càng cao bài danh liền càng phía trước. Về phần loại thứ hai thì là khiêu chiến, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, có thể khiêu chiến bảng xếp hạng phía trước bất kỳ người nào, thắng liền có thể thay thế hắn bài danh. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương nguyện ý tiếp lấy khiêu chiến, tuy là dưới tình huống bình thường không có người sẽ cự tuyệt. Trước mắt chiến tích bảng thứ 1000 tên Điền Phong, nghe nói tu vi tại tầng 4 hậu kỳ, đã từng đơn độc săn giết qua một đầu cấp 5 trung kỳ biến dị thú. Bà mẹ nó, thứ 1000 tên thủ môn đều có thể săn giết cấp 5 biến dị thú. Lưu Phong kinh hô. Hạ Hữu Huy liếc mắt, nói nhảm, đây chính là toàn bộ Nam Bộ thiên tài phía trước 1000 tên, ngươi cho rằng rất yếu ư? 1000 người, nghe tới rất nhiều, nhưng phải biết Nam Thiên Vũ Cao tại nơi này thiên tài liền vài trăm người. Mà toàn bộ Nam Bộ chiến trường bao hàm 18 tòa nhất đẳng, hơn 40 tòa nhị đẳng vũ cao, trước mắt tiến vào chiến trường học sinh có chừng hơn 2 vạn người. Dựa theo Hạ Hữu Huy tìm hiểu đến tình báo, lớp 11 khối 12 hai cái nhân cấp đột phá tầng 5 có hơn 600 người, tầng 4 chừng hơn 4000 cái. Dưới loại tình huống này, có thể vào chiến tích bảng ngàn tên cơ hồ đều là thiên tài trong thiên tài, hàm kim lượng cao nhất. Đồng thời chiến tích này không cách nào giả mạo, tại toàn bộ dị thú chiến trường bên trên treo trên 100 cái HD vệ tinh, hợp thành tên là Thiên Cơ vệ tinh khu vực net. Tất cả vệ tinh đều từ một đài siêu máy tính cặp khống chế. Tất nhiên, tại nơi này không gian vặn vẹo, thiên địa phong ấn, những cái kia Thiên Cơ vệ tinh nói là, vệ tinh không bằng nói là loại khác siêu phàm vũ khí, treo ở mười mấy vạn mét trên không trung. Những vệ tinh này quản chế lấy quân đội căn cứ, vũ cao căn cứ trước sau 3.000 km, tả hữu thọc sâu hơn 2.000 km khu vực sinh vật biến dị động tĩnh. Một khi phát hiện biến dị thú có đại quy mô hội tụ thành nhóm, phụ cận căn cứ thời gian liền sẽ phát ra cảnh báo, sớm đầy đủ oanh tạc tiêu diệt. Song song một khi xuất hiện vượt qua tầng 4 năng lượng ba động chiến đấu, phụ cận vệ tinh liền sẽ tự động tập trung, bao gồm học sinh ở giữa quyết đấu. Chỉ cần thời tiết cho phép, coi như là buổi tối vệ tinh cũng có thể thông qua năng lượng quang phổ nhìn ban đêm. Lại phối hợp học sinh đánh giết biến dị thú mang về thi thể ghi chép vào tin tức, hoặc là chiến đấu song phương mang theo chip vị trí khóa chặt, cơ bản bảo đảm chiến tích không cách nào giả mạo. Bất quá loại này quản chế chỉ là căn cứ xung quanh. Bởi vì từ trường cùng không gian ba động nguyên nhân, thiên cơ mắt quản chế phạm vi chỉ có thể bao trùm nửa cái dị thú chiến trường. Nhất là vũ cao căn cứ hướng đông nam chỗ sâu vân vụ sơn mạch, nơi đó mây mù vây quanh. Từ trường hỗn loạn, ẩn giấu đi vô số cao cấp biến dị thú, nghe nói chỗ sâu nhất thậm chí có cao giai sinh vật biến dị. Bởi vậy hàng năm đều có triển vọng truy cầu đột phá, tìm kiếm sơn mạch chỗ sâu tài nguyên học sinh một đi không trở lại,
cơ bản có thể phán đoán tử vong. Song song ở căn cứ xung quanh mấy trăm km ra ngoài nhiệm vụ học sinh, cũng thỉnh thoảng bị thương, thậm chí chết tại biến trong miệng dị thú tình huống. Cuối cùng chỉ cần là chiến đấu, hơi một cái sơ sẩy liền sẽ phân ra sinh tử, bởi vậy nơi này hàng năm tỷ số thương vong không thấp. Tất nhiên, nếu là sợ chết lời nói có thể lựa chọn căn cứ ban bố phổ thông nhiệm vụ, ngay tại xung quanh khu vực an toàn hoạt động. Chỉ là tầng 5 đỉnh phong liền xếp hàng thứ nhất, lời như vậy, ta có lẽ không bao lâu nữa liền có thể siêu việt trấn áp bọn hắn a. Trần Sở như có điều suy nghĩ. Bất quá những người này chiến lực có lẽ rất mạnh, nhất là chiến tích bảng bài danh 100 vị trí đầu ra hỏa, khả năng đều có tầng 6 trở lên chiến lực. Xem như mấy chục tòa vũ cao trường học thiên tài nhất một nhóm yêu nghiệt, tích lũy mấy năm dưới tình huống nếu là chiến lực liền đại cảnh giới đều không thể vượt qua lời nói, cũng có chút mất mặt. Ngay tại Trần Sở trầm ngâm thời gian, Lý Mãnh nhắc nhở, Trần Sở, ta biết ngươi chiến lực viễn siêu cảnh giới, nhưng vừa tới nơi này ta vẫn là đề nghị ngươi ổn vừa vững. Đối với hắn hảo tâm nhắc nhở, lấy lại tinh thần Trần Sở gật đầu, ân, ta sẽ không sơ suất. Lúc này Hạ Hữu Huy hỏi, A Sở, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Là cùng chúng ta tổ đội vẫn là một người hành động. Lập tức Lưu Phong mấy người đều nhìn lại, có chút chờ mong. Nếu là Trần Sở cái chiến lực này kinh người ra hỏa cùng bọn hắn một đội, tiếp xuống săn giết biến dị thú liền thoải mái nhiều. Đáng tiếc Trần Sở suy nghĩ một chút, chỉ lắc đầu nói, bình thường ta vẫn là một người hành động a, các ngươi tốc độ quá chậm, theo không kịp ta. Bất quá nếu là các ngươi phát hiện không cách nào địch nổi cường đại biến dị thú, hoặc là phát hiện đại lượng cao cấp biến dị thú nhóm lời nói, có thể tìm ta một chỗ liên thủ. Lấy chiến lực của hắn tiếp xuống coi như ổn vừa vững, săn giết mục tiêu cũng là cấp 4 trở lên biến dị thú, bao gồm không bị hạn chế phổ thông cấp 5. Loại này biến dị thú hình thể to lớn, chiến lực kinh người, cảnh vật chung quanh cũng sẽ nguy hiểm hơn, trong đám người khả năng liền Hạ Hữu Huy có thể bắt kịp một điểm. Tuy là Lạc Phi lực sát thương cũng rất mạnh, nhưng năng lực tự vệ quá kém, đi theo hắn tính nguy hiểm cũng rất lớn. Lúc này Trần Sở lại mỉm cười nói, bất quá mấy người các ngươi cũng đừng thất vọng, ta tuy là không cùng các ngươi tổ đội, nhưng còn có Lạc Phi a. Lực công kích của nàng mạnh bao nhiêu các ngươi có lẽ rõ ràng, coi như là tầng 4 hậu kỳ chiến lực loài rồng biến dị thú, chỉ cần bắt được cơ hội nàng cũng có thể đánh giết. Trần Sở mới nói xong, sớm có dự liệu Hạ Hữu Huy hắc hắc nói, coi như ngươi không nói chúng ta cũng sẽ không đem Lạc Phi mỹ nữ quên, chúng ta thế nhưng một mực đang chờ nàng. Có nàng tại, tiếp xuống chúng ta, liền dám đi mỏ những cái kia có 2-3 đầu cấp 4 biến dị thú hang ổ. Không tệ, đến lúc đó chính diện có Hạ Hữu Huy hấp dẫn hỏa lực, Lý Mãnh, Lưu Phong cùng Viên Thành Hoàng chủ công, Lạc Phi phụ trách ở phía xa trọng điểm đánh giết những cái kia biến dị thú. Về phần Bạch Mạc, hắn tính cơ động tối cường, phụ trách phía trước trinh sát cùng chiến đấu thời gian bảo vệ Lạc Phi an toàn. Đến lúc đó, chúng ta giết lung tung tiểu đội đánh giết dẫn càng cao, mang những cái kia biến dị thú thi thể trở về thời gian, đối mặt những cái kia đi tới đi lui biến dị phi cầm, cũng không cần như thế kiêng kỵ. Đối với tổ đội vấn đề đang trên đường tới Trần Sở liền cùng Lạc Phi tán gẫu qua, phân tích qua lợi và hại cùng tiếp xuống hắn một chút dự định. Nguyên cớ tại bọn hắn nói lên vấn đề này thời gian, đứng ở một bên trên mặt thiếu nữ nụ cười không thay đổi, yên tĩnh nhìn xem Trần Sở cùng Hạ Hữu Huy bọn hắn trò chuyện. Nói đến đây, các ngươi bình thường thế nào mang mấy chục tấn cấp 4 biến dị thú thi thể trèo non, lội suối? Trần Sở hơi nghi hoặc một chút. Không phải hắn xem thường Lý Mãnh đám người, tầng 3 bọn hắn lực cánh tay tối cường hiện tại cũng liền 2000 kg, đạt tới tầng 3 thể chất cực hạn cũng liền là 2 tấn. Hạ Hữu Huy bởi vì thể chất đã biến chất qua một lần, cơ sở lực lượng dự tính tại 3-4000 kg tả hữu. Dưới loại tình huống này, bọn hắn toàn lực bạo phát lực lượng tại chân lực tăng phúc xuống, cũng liền hơn 10 tấn xuất đầu, ba người liên thủ, có thể nâng lên 20-30 tấn bên trong phổ thông cấp 4 biến dị thi thể. Nhưng loại này toàn lực bạo phát không cách nào kéo dài, nhiều nhất nửa giờ liền sẽ kiệt lực. Muốn là mang chạy mấy trăm km đường núi, bọn hắn ít nhất phải ngừng nghỉ ngơi một chút đi mấy ngày, nhưng nghe bọn hắn ý tứ bình thường ra ngoài nhiệm vụ một lần chỉ cần 1-2 ngày. Cái này đơn giản. Hạ Hữu Huy cười hắc hắc, quan phương đã sớm giải quyết vấn đề này. Nơi này bộ hậu cần có một loại tên là phản trọng lực ổ đĩa đồ vật, lấy tinh thể năng lượng mảnh vụn làm khu động lực. Đổi một cái 10 điểm cống hiến, có thể triệt tiêu đại khái 5 tấn tả hữu vật phẩm bản thân trọng lực, giá trị 5 điểm tinh thể năng lượng mảnh vụn, dưới tình huống bình thường có thể sử dụng 5 lần. Đồng thời 4 cái phản trọng lực ổ đĩa một chỗ sử dụng, có thể tạo thành phản trọng lực từ trường đem, để biến dị thú thi thể cách mặt đất trôi nổi, kéo lấy chạy cực kỳ dùng ít sức. Thì ra là thế, còn có loại này hắc khoa kỹ. Trần Sở giật mình, nghĩ đến xế chiều hôm nay tiễn bọn hắn tới thanh điểu chiến cơ, còn có cái này. Lúc này Hạ Hữu Huy mở ra trên cổ tay mang theo đồng hồ, phía trên lập tức lam quang lấp lóe, một bộ lập thể bản đồ hiện lên ở trước mắt mọi người. Cái đồng hồ này ta nhìn A Sở ngươi cùng Lạc Phi đều mang,
Bất quá các ngươi muốn đi thăng cấp một thoáng, cùng trên trời vệ tinh kết nối đổi mới xung quanh bản đồ. Những năm gần đây, theo lấy mỗi cái vũ cao học sinh không ngừng đi sâu sơn mạch chiến đấu, thăm dò, không ngừng qua lại chém giết phía dưới tạo thành một chút, không có sinh vật biến dị an toàn lộ tuyến. Dưới tình huống bình thường chúng ta đi tìm biến dị thú thời gian, đều là đi không có người thăm dò qua xó xỉnh khu vực, nhưng tại săn giết sinh vật biến dị phía sau trở về thời gian, liền sẽ đi những cái kia cố định lộ tuyến. Thứ nhất an toàn rất nhiều, thứ hai có thể tránh một chút nguy hiểm địa phương, có chút khu vực trải rộng ăn mòn chân lực cùng năng lượng chướng khí, hoặc là không gian vặn vẹo điểm. Tiếp xuống Hạ Hữu Huy đám người cùng Trần Sở bọn hắn nói rất nhiều chú ý địa phương, đều là bọn hắn đến sau này tìm tòi cùng tìm hiểu đến kinh nghiệm. Tuy là đợi ngày mai Trần Sở bọn hắn đi thăng cấp thủ đoạn số liệu thời gian, trường học sẽ lên truyền một phần tương tự tin tức cho bọn hắn. Nhưng hiển nhiên không có tự mình trải qua Hạ Hữu Huy bọn hắn nói như thế cặn kẽ, sáng tỏ. Tại Hạ Hữu Huy đám người ngươi một câu ta một câu dưới tình huống, chỉ là vừa tới không đến nửa ngày thời gian, Trần Sở cùng Lạc Phi liền đối với nơi này các phương diện tình huống có cặn kẽ hiểu. Không sai biệt lắm cho tới 10 giờ tối, một đám người mới mỗi người trở về túc xá nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai xuất phát. Chương 154, vững bước trưởng thành, nham tương hỏa thụ. Đêm khuya, trong túc xá tắm rửa xong đi ra Trần Sở nằm trên giường, hơi hơi trầm ngâm, suy tư hôm nay chứng kiến hết thảy. Rất rõ ràng, dị thú chiến trường tình huống cùng trường học khác biệt rất lớn, hoặc là nói đây mới là, tu luyện giả chân chính cái kia có phương thức tu luyện cùng sinh hoạt. Võ giả, chiến đây. Ở trường học thời gian vũ khí không thể rời trường, luận bàn cũng chỉ có thể ở trường học cùng đồng học đến cần dừng thì dừng, không thể bên ngoài lộ ra lực lượng, không thể ảnh hưởng người thường. Dưới loại tình huống này tất cả mọi người đều có loại áp lực hạn chế cảm giác, bao gồm Trần Sở. Mà đi tới dị thú chiến trường phía sau, tại nơi này có vô số dị thú có thể săn giết, chiến đấu, hoặc là đi sâu sơn mạch tìm kiếm những thiên tài địa bảo kia. Trừ đó ra còn có thể cùng trường học khác thiên tài tranh phong, mà không phải vùi ở nho nhỏ một trường học. Tại nơi này thiên tài quá nhiều, vài chục tòa nhất đẳng cao giáo, hơn 40 tòa nhị đẳng vũ cao học sinh hội tụ phía dưới. An Phụ Khanh loại này yêu nghiệt đều lộ ra không còn chói mắt như vậy. Dù cho là hắn, nắm giữ điểm thuộc tính cường hóa đột phá cảnh giới dưới tình huống, rõ ràng còn có 5 người còn nhanh hơn hắn đột phá tầng 4. Tất nhiên, cái này chỉ là chỉ tu vi tốc độ đột phá, không đại biểu chiến lực. Đơn thuần cùng cảnh giới chiến lực lời nói Trần Sở tự tin cùng thời kỳ vô địch. Mà đối với cái chiến tích bảng kia Trần Sở cũng có chút hứng thú, không biết rõ thực lực của hắn bây giờ có thể xếp tới bao nhiêu tên. Tất nhiên, đây đều là thứ yếu, hắn tiếp xuống mục tiêu chủ yếu là đem bát hoang chiến kích, chiến giáp đều luyện chế thành siêu phàm vũ khí, tăng thêm một bước chiến lực của hắn. Tiếp theo chính là săn giết cao cấp hơn biến dị thú, đổi cao giai loài rồng tinh huyết mau chóng đem long tượng công cường hóa tới tầng thứ 6, thậm chí là cực hạn phù văn hóa. Đến lúc đó, nói không chắc hắn không cần đột phá tầng thứ 7, liền có thể ngưng kết chân vũ hư ảnh, đối cứng tầng 8. Trong suy tư, Trần Sở một bộ phận lực chú ý đi tới lôi viêm cự thú bên kia. Đêm, 100 mét nước sâu dưới mặt biển, đã dài đến 30 mét, thân hình càng uy mãnh màu đỏ thẫm cự thú ngay tại ăn, tại nó dưới vuốt nắm lấy một đầu dài hơn 20 mét biến dị cá mập cá voi. Dữ tợn miệng rộng mỗi một ngụ, cũng sẽ ở cá mập cá voi trên mình xé rách phía dưới khối lớn huyết nhục, vô số máu tươi phun ra ngoài, đem xung quanh đại dương khoách đại một mảnh đỏ rực. Mùi máu tanh nồng nặc hấp dẫn vô số sinh vật biển. Nhưng mỗi khi những cái này sinh vật biến dị đến gần 100 mét phạm vi thời gian, liền sẽ toàn thân run rẩy, tại cái kia vô hình hung lệ long uy phía dưới vội vàng chạy trốn. Thực lực đại trướng phía biến sau, mấy ngày nay lôi viêm cự thú đều tại điên cuồng chiến đấu, săn giết, ăn, bởi vậy hình thể tăng trưởng nhanh chóng, điểm tiến hóa cũng tăng trưởng mấy trăm điểm. Mà theo lấy hình thể tăng trưởng, lôi viêm cự thú thực lực cũng tại tăng lên trên diện rộng, tại trong hải dương càng hoành hành không sợ. Rất nhanh đầu này nặng, đến trên 100 tấn cá mập cá voi liền bị lôi viêm cự thú nuốt, loại trừ một chút ăn không vô cạn bã bên ngoài, đại bộ phận xương cốt đều bị nhai nát ăn hết. Ăn uống no đủ, cảm thụ được dạ dày tràn ngập một cỗ dòng nước ấm, trên mặt lôi viêm cự thú lộ ra một vòng thỏa mãn. Hôm nay đầu này hải sản mùi vị không tệ, thân thể ẩn chứa nồng đậm năng lượng, ăn lên loại kia tươi đẹp huyết nhục mùi hương đậm đặc tràn ngập vị giác, để nó rất có thèm ăn. Có lẽ sau này nó có thể trọng điểm săn giết biến dị cá mập cá voi tới ăn. Như có điều suy nghĩ, bên trong lôi viêm cự thú duỗi ra một cái to lớn móng tay, 10 điểm nhân tính hóa cạo một chút kẽ răng, nơi đó kẹp lấy một khối cốt cạn, đại khái nửa mét lớn nhỏ. Tại mảnh này đá san hô hơi nghỉ ngơi một hồi, đuôi lôi viêm cự thú liền hơi hơi vẫy lên, to lớn thân hình chớp mắt liền biến mất tại trong bóng tối, tìm kiếm tiếp cái hải sản đi. Hải dương liền cùng lục địa đồng dạng chập trùng lên xuống, rất nhanh lôi viêm cự thú đi tới sâu hơn hải vực. Bởi vì qua lại du động săn mồi nguyên nhân, vị trí này khoảng cách bờ biển đại khái 700 km tả hữu,
đã ở vào viễn hải phạm vi, thâm hải phía dưới cường đại biến dị thú càng nhiều. Oanh! Mặt biển bạo tạc, hai đầu to lớn sinh vật biến dị ngay tại chém giết. Một đầu là thân dài 15 mét, mặt ngoài có hoa văn màu đỏ sậm hổ kình. Tại trên người nó nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập, tản ra hùng hậu kinh người khí huyết khí tức. Bên kia là thân dài hơn 10 mét, tăng thêm xúc tu toàn bộ dài hai hơn 10 mét đại vương cá mực. Từng cái to lớn xúc tu giống như mãng xà cuốn lên đại dương, thanh thế kinh người. Bất quá tuy là biến dị cá mực càng dài, nhưng trong chiến đấu song phương lại ở vào thế lực ngang nhau. Biến dị hổ kình thân thể hùng hậu to lớn, toàn thân đều bị dày nặng màu trắng đen lân giáp bao trùm. Mỗi một lần cao tốc trùng kích thời gian trực tiếp lấy thân thể va chạm, miệng cắn xé đại vương cá mực. Một khi cắn vào một cái xúc tu, hổ kình liền sẽ bạo phát lực lượng quay cuồng đem nó kéo đứt. Mà cái kia từng cái mọc đầy rác hút răng nhọn xúc tu, tuy là cuốn tại hổ kình trên mình, nhưng cũng chỉ là đem bên ngoài thân một chút lân giáp cắn nát, không đả thương được huyết nhục. Ngay tại song phương chiến đấu chính giữa quyết liệt thời gian, bỗng nhiên phía dưới thâm hải một đạo thân ảnh đen kịt phóng lên tận trời. Oanh! Mặt biển tựa như đạn đạo bạo tạc, thấu trời bọt nước tung tóe bốn phía, bên trong một đầu dữ tợn to lớn cự thú phóng lên tận trời, to lớn song chảo bắt lấy đại vương cá mực thân thể đột nhiên xé ra. Phốc phốc! Vô số màu xanh lam huyết vũ phun, đem cuồng bạo mặt biển nhuộm thành màu lam đậm. Còn có con kia nắm lấy đại vương cá mực thi thể màu đỏ thẫm dữ tợn cự thú. Hống hống, ngươi là đại giác nhà lão nhị. Trong tiếng gầm nhẹ, lôi viêm cự thú bắt lấy xé thành hai nửa đại vương cá mực thi thể cắn một cái, đem một cái xúc tu cắn đứt ăn hết. Nhìn xem to lớn uy mãnh lôi viêm cự thú, đầu kia hổ kình ánh mắt lộ ra linh động hưng phấn, vội vã đi qua vây quanh nó không ngừng du động, hưng phấn kêu to nói. Anh, thúc, cha, tình ngươi. Đối với đầu kia lão tam, đầu này lão nhị hổ kình thực lực mạnh hơn rất nhiều, đã có thể miễn cưỡng cùng lôi viêm cự thú giao lưu, chỉ là thúc là cái quỷ gì. Hống hống. Thế nào, đại giác lại phát hiện đồ tốt. Mắt lôi viêm cự thú sáng lên. Anh, có lẽ, đúng không? Tiểu hổ kình trả lời có chút qua loa, bởi vì bọn chúng rất ít đi theo một sừng hổ kình đi tìm bảo, cơ bản đều là chờ nó mang đồ tốt trở về, nguyên cớ cũng không biết có hay không có phát hiện đồ tốt. Hống hống. Phía trước dẫn đường, đi qua nhìn một chút. Lôi viêm cự thú rất rõ ràng một sừng hổ kình tên kia tính cách, hoặc tìm tới đồ tốt không tốt động thủ, hoặc liền lại là bị sinh vật biến dị đánh gọi nó cùng đi báo thù. Đồng thời khả năng rất lớn là cái sau, bằng không sẽ không để những cái này tiểu hổ kình tìm khắp nơi nó. Đại hải quá lớn, lại không giống loài người có phương thức liên lạc, muốn tại trong biển rộng tìm một đầu thú chỉ có thể mò kim đáy biển. Bất quá còn tốt, lôi viêm cự thú bình thường đều có cố định phạm vi hoạt động. Nguyên cớ những cái này tiểu hổ kình tìm vận may dưới tình huống vẫn là có hy vọng tìm tới nó. Theo hổ kình lão nhị sau lưng, lôi viêm cự thú hướng biển bờ phương hướng hồi du hơn 200 km, tiếp đó ngay tại một mảnh đá ngầm biển cạn nhìn thấy một sừng hổ kình. Lúc này nó như lôi viêm cự thú chỗ liệu có chút chật vật, trên mình dày nặng lân giáp tàn tạ, rất nhiều nơi có bị cắn xé vết thương cùng vết bỏng dấu tích. Lúc này những vết thương kia y nguyên còn không khép lại, có thể nghĩ mà biết ngay lúc đó thương thế nặng bao nhiêu. Bất quá gia hỏa này tuy là lại bị trọng thương, nhưng không thể không nói chính xác cực kỳ liều. Lúc này hình thể của nó đã dài đến 38 mét tình trạng, thân thể cao lớn khí tức hùng hậu tràn đầy, hiển nhiên gần nhất cũng thực lực đại trướng. Trừ đó ra, bên cạnh đầu kia thủ hộ lấy nó giống cái hổ kình thân dài cũng đến gần 30 mét, khí tức nặng nề áp lực mơ hồ có đột phá cao giai dấu hiệu. CMN, gia hỏa này ăn cũng quá tốt đi. Nhìn thấy một màn này, dù cho là lôi viêm cự thú cũng không nhịn được có chút thèm muốn. Nắm giữ tầm bảo thiên phú liền là thoải mái, mỗi ngày đều tại thâm hải tìm kiếm thiên tài địa bảo, không những mình trưởng thành nhanh chóng, cả một nhà đều bị nó nuôi trắng trắng mập mập. Bất quá nếu là không có cả nhà này liên lụy lời nói, một sừng hổ kình gia hỏa này tốc độ tiến triển khả năng sẽ nhanh hơn a. Quả nhiên, nam nhân chỉ cần vừa kết hôn liền sẽ bị gia đình trói buộc, mặc kệ là người hay là biến dị thú đều như thế. Ngay tại lôi viêm cự thú trong lúc miên man suy nghĩ đi qua thời gian, trông thấy nó tới, một sừng hổ kình lập tức hưng phấn lên, anh. Huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã đến. Hống hống, ngươi thế nào làm, tại sao lại bị đánh thành dạng này? Lôi viêm cự thú có chút không vừa mắt. Nhớ nó vào biển lâu như vậy đến nay, không phải tại chiến đấu liền là, tại săn giết còn mạnh mẽ hơn nó sinh vật biến dị trên đường, coi như thế cũng rất ít bị thương. Nghĩ tới đây, lôi viêm cự thú không nói quát. Hống, ngươi thật vô dụng, nói đi, lần này ra hỏa kia ở đâu? Ta đi báo thù cho ngươi. 4 lần tiến hóa phía sau, trong biển rộng để lôi viêm cự thú kiêng kỵ địa phương ít đi rất nhiều, dù cho đối mặt cấp 9 cự thú đánh không được cũng có thể chạy trốn. Tất nhiên, cái này chạy trốn là xa xa trông thấy hoặc là cảm giác được liền chạy, chờ đến gần liền không nói được rồi, cuối cùng đây chính là cấp 9 cự thú.
nguyên cớ lần này lôi viêm cự thú cực kỳ trượng nghĩa. Tất nhiên, như vậy trượng nghĩa một nguyên nhân liền là đầu kia ít nhất cao giai biến dị thú là cái không tệ đồ ăn, lại thêm bị một sừng hổ kình phát hiện đồ tốt, gộp lại có giá trị xuất thủ. Bất quá một sừng hổ kình không biết rõ những cái này, nghe được lôi viêm cự thú như vậy trượng nghĩa muốn giúp nó báo thù, lập tức ánh mắt lộ ra cảm động. Bên cạnh cái hổ kình cùng tiểu lão nhị nhìn về phía lôi viêm cự thú, ánh mắt cũng càng thêm thân thiết, phát ra anh thấp giọng kêu gọi. Hổ kình lão nhị thậm chí còn đưa tới, thân thiết cọ sát cái này thúc thúc. Tiếp đó, anh, thật là đau. Tiểu hổ kình đuôi vẫy lên, vội vã theo bên cạnh lôi viêm cự thú chạy đi, vừa mới nó bị lôi viêm cự thú, trên mình tự chủ phòng ngự bắn ra một đạo to bằng cánh tay lôi điện điện một thoáng. Hống hống, tiểu lão nhị, trên người của ta có điện, đừng chịu quá gần. Lôi viêm cự thú nhắc nhở một câu. Lúc này một sừng hổ kình lắc lắc đuôi, cuốn lên mảng lớn đại dương, anh, huynh đệ, lần này không cần ngươi hỗ trợ báo thù, gia hỏa kia đã bị ta ăn hết. A, có thể à, lần này rõ ràng không phải tìm ta hỗ trợ. Hống hống, đã gia hỏa kia bị ngươi xử lý, ngươi còn tìm ta làm cái gì? Lôi viêm cự thú có chút kỳ quái. Anh, cái địa phương kia có đồ tốt, nhưng không dễ làm. Tốt a, lại là hoàn cảnh địa hình nguyên nhân. Hống, ta đã biết, đi, dẫn đường, làm tốt đồ vật đi. Anh, đi, làm tốt đồ vật đi. Lần này không phải đi đánh nhau, nguyên cớ một sừng hổ kình không có chờ thương thế khôi phục, đuôi vẫy lên liền dẫn đầu xông tới ra ngoài, lôi viêm cự thú thì tại đằng sau bắt kịp. Lần này hai người xuôi theo hướng đông nam ngoại hải một đường bơi mấy giờ, không sai biệt lắm bơi 800 km mới đến chỗ cần đến tất nhiên, chủ yếu là một sừng hổ kình tốc độ quá chậm, bằng không lấy lôi viêm cự thú tốc độ 2 giờ đã đến. Ung ục, xa xa mặt biển đại dương sôi trào, đại lượng hơi nước màu trắng hỗn hợp có đủ loại có độc khí thể tuôn ra, hóa thành sương mù màu xám tại hơn 10 km phạm vi mặt biển tràn ngập. Tại vùng biển này xung quanh sinh vật thưa thớt, nhiệt độ nước chừng 6-70 độ C, rất rõ ràng phía dưới có một cái núi lửa hoạt động, đồng thời một mực đang phun nham tương. Đến nơi này, trên mặt biển to lớn một sừng hổ kình đột nhiên lặn xuống, thấy thế một mực tại dưới mặt biển lôi viêm cự thú đi theo. Lần này chỉ là lặn xuống hơn 500m, một cái đường kính hơn 100m, giống như lò luyện miệng núi lửa liền xuất hiện tại trong mắt lôi viêm cự thú. Cuồn cuộn nóng rực nham tương không ngừng phun trào chảy ra tới, tiếp đó bị nước biển chung quanh hồi chiêu, biến thành núi lửa màu đen nham không ngừng chồng chất, toát ra vô số có độc khí thể. Nhất là tại giữa miệng núi lửa khu vực, kim nham tương màu đỏ ao hồ không ngừng quay cuồng, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng để nước biển chung quanh không ngừng sôi trào. Anh, huynh đệ, đồ tốt liền tại bên trong, lúc ấy nơi này có cái biết phun lửa ra hỏa, cùng ta đánh nhau phía sau bị ta ăn hết. Bất quá đồ tốt tại trong lửa, ta chơi không ra. Nham tương bên trong, mắt lôi viêm cự thú lộ ra kinh ngạc, chẳng lẽ lại là một loại hỏa loại tài nguyên? Hống hống, ta đi nhìn một chút. Trong tiếng gầm nhẹ, lôi viêm cự thú đuôi vẫy lên liền hướng về miệng núi lửa bơi đi, hít thở ở giữa liền vượt qua vài trăm mét khoảng cách đi tới nham tương ngay phía trên. Loại này tại thâm hải cũng sẽ không hồi chiêu nham tương. Nhiệt độ vượt qua hơn 1000 độ C, dù cho là một sừng hổ kình cũng không dám thời gian dài tiếp xúc. Bất quá đối với bản thân có thể phát ra nhiệt độ cao hỏa diễm lôi viêm cự thú, tới nói không sao cả, hoặc là nói đến sau này, nó cảm giác toàn thân khí huyết càng sinh động hẳn lên. Hô, lôi viêm cự thú trên mình hỏa diễm tự động bắt đầu cháy rừng rực, hít thở ở giữa thậm chí đều có nóng rực hỏa diễm phun ra, thân hình khổng lồ bịch một tiếng đường kính xông vào nham tương hồ nước. Lập tức mảng lớn nham tương bắn lên. Cùng sôi trào đại dương tiếp xúc phát ra phốc phốc âm thanh. Xông vào nham tương hồ nước phía sau, cảm giác khó chịu không có, lôi viêm cự thú ngược lại có loại rồng vào biển rộng thư sướng cảm giác. Giờ phút này toàn thân nó tế bào đều tại điên cuồng hấp thu bốn phương tám hướng vọt, tới nhiệt năng, trên mình hỏa diễm càng tràn đầy, nhiệt độ thậm chí tại từ từ tăng lên. Sự biến hóa này để lôi viêm cự thú có chút dừng lại, lúc này nó mới nhớ tới mình còn có hấp thu nóng rực năng lượng vật chất năng lực. Chỉ bất quá lúc trước xí viêm thiên phú đẳng cấp rất thấp, dẫn đến hấp thu năng suất đồng dạng, nguyên cớ đằng sau liền bị lôi viêm cự thú không để ý đến. Hiện tại theo lấy xí viêm thiên phú vượt qua 2 lần tiến hóa, theo phổ thông vượt qua đê cấp đến trung cấp phía sau, hấp thu nhiệt năng năng lực cũng thay đổi cường đại hơn nhiều. Lúc này tại vô cùng vô tận nham tương trong biển lửa, một cỗ vô hình năng lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể của nó. Những năng lượng này một bộ phận bị hỏa diễm năng lượng luyện hóa, tăng lên thiên phú huyết mạch. Một bộ phận chuyển hóa thành thân thể trưởng thành sinh vật có thể, để thân thể thu được chậm chạp trưởng thành. Trần Sở thậm chí kinh ngạc phát hiện lôi viêm cự thú, chỉ là tại trong nham tương tẩy nửa giờ tắm, điểm tiến hóa đều tăng lên một điểm. Tại nóng rực trong nham tương quay cùng nửa ngày phía sau, lôi viêm cự thú mới nhớ tới muốn làm chính sự,
thân hình khổng lồ không khỏi cuốn lên nham tương hướng phía dưới kín đáo đi tới. Bất quá nó chỉ là lặn xuống 200m không đến, liền thông qua thiêu đốt lên hỏa diễm cánh sừng, cảm giác được một sừng hổ kình trong miệng đồ tốt. Tại nham tương trong biển lửa, có thể nhận biết đại dương ba động cánh sừng tại hỏa diễm bốc cháy phía dưới, y nguyên có thể mơ hồ cảm ứng mấy chục mét phạm vi. Tỷ như lúc này tại núi lửa bức tường trên tảng đá, sinh trưởng một gốc cây nhỏ, cao hơn 5m, đỏ tươi óng ánh, thân rễ giống như râu rồng đi sâu cứng rắn như sắt nham thạch. Như thạch anh màu đỏ lại như khoáng thạch, mặt ngoài có lân phiến hoa văn, trên cành cây giãn ra, từng mảnh, thật nhỏ. Hỏa diễm lá cây chậm rãi hấp thụ lấy xung quanh dung nham chất dinh dưỡng. Tại 9 cái cành cây trên đầu cành, kết 7 cái óng ánh long lanh màu đỏ trái cây. Trong đó 4 cái trái cây có lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên trong có giống như thể lỏng hỏa diễm vật chất chảy xuôi. Cái khác 3 cái trái cây phải nhỏ hơn nhiều, nội bộ đục ngầu còn không thành thục. Mà khi cảm giác được đến những nham tương hỏa quả kia thời gian, lôi viêm cự thú thể nội liền truyền đến một cỗ thôn phệ xúc động, trên mình càng là ánh lửa đại thịnh. Đại giác gia hỏa này, vận khí đúng là tốt a. Trong cảm thán, lôi viêm cự thú đè xuống trong lòng lập tức nuốt xúc động, nhẹ nhàng lấy xuống 2 cái nham tương hỏa quả, tiếp đó quay người hướng về miệng núi lửa bơi đi lên. Oành! Thấu trời nham tương tung tóe bốn phía bên trong, lôi viêm cự thú xông vào đại dương, nháy mắt xung quanh mảng lớn đại dương bị bốc hơi, hơi nước tràn ngập lại bị nước biển chung quanh đè ép. Anh, huynh đệ, ngươi cuối cùng đi ra, ta kém chút cho là ngươi xảy ra chuyện. Một sừng hổ kình hưng phấn bu lại. Hống hống, đồ tốt có 4 cái, chúng ta một thú 2 cái, một thú một nửa. Lôi viêm cự thú phát ra gầm nhẹ, mở ra to lớn chân, lộ ra lấy xuống 2 cái nham tương hỏa quả. Anh, tốt huynh đệ, một thú một nửa. Nhìn xem lôi viêm cự thú trong chảo 2 cái nhỏ bé nham tương hỏa quả, một sừng hổ kình hưng phấn gật đầu, to lớn miệng hơi hơi một trương liền đem hắn hút vào. Lúc này lôi viêm cự thú tiếp tục gầm nhẹ gầm thét lên, nơi này hỏa diễm nham tương để ta ở lấy cực kỳ dễ chịu, sau đó ta liền ở lại đây. Hống, còn có, sau đó nếu là phát hiện đồ tốt, gặp được đánh không được ra hỏa không muốn cậy mạnh, tới nơi này tìm ta biết à, đừng ngày nào đó không cẩn thận bị cái khác sinh vật biến dị ăn hết. Nhìn xem mọi người đã là người quen phân thượng, lôi viêm cự thú dặn dò một thoáng, không hy vọng ngày nào đó ra hỏa này thật bị giết chết. Anh, huynh đệ, ta đã biết. Ngậm lấy nham tương hỏa quả, một sừng hổ kình gật đầu một cái phía sau, thật hưng phấn xoay người rời đi, nó muốn đem đồ tốt mang về cho tiểu hổ kình ăn. Về phần phía dưới miệng núi lửa có phải là thật, hay không chỉ có 4 cái nham tương hỏa quả, đơn thuần một sừng hổ kình không có suy nghĩ nhiều. Đã hảo huynh đệ nói chỉ có 4 cái liền khẳng định chỉ có 4 cái. Đưa mắt nhìn, cho nhi tử mang đồ tốt trở về một sừng hổ kình biến mất tại đen kịt hải dương, lôi viêm cự thú lắc đầu, đột nhiên xông vào nham tương. Tiếp xuống đến phiên nó, lần nữa đi tới phía dưới nham tương hỏa thụ, lôi viêm cự thú trực tiếp đem 2 cái hỏa quả gỡ xuống, một cái hỗn hợp có nóng rực nham tương nuốt xuống. Trong chốc lát vô cùng vô tận nóng rực lực lượng theo nó dạ dày nổ tung, những nơi đi qua thể nội huyết nhục mơ hồ xuất hiện trong suốt hóa rắn dấu hiệu, tản mát ra cả ngọn lửa nóng bỏng. Oanh! Vô cùng vô tận kim hỏa diễm màu đỏ theo lôi viêm cự thú bên ngoài thân bạo phát, phun ra xa 10 mét, nhiệt độ càng là đạt tới 2000 độ C. Cường đại nóng rực sóng xung kích bạo phát xuống, đem 200 mét sâu nham tương hồ nước phía dưới, đều gạt ra một cái hỏa diễm trống rỗng, thanh thế kinh người. Hiệu quả thật mạnh. Trong mắt lôi viêm cự thú lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. 2 cái nham tương hỏa quả một thoáng để nó xí viêm thiên phú uy năng tăng vọt, không chỉ là bên ngoài thân nhiệt độ tăng vọt tới 2000 dung hợp kim thiết tình trạng, năng lượng trong cơ thể tổng hòa cũng tăng vọt gấp đôi. Cái này tăng vọt là ở phía trước thôn phệ màu bạc tiểu ngư tăng trưởng phía sau, trên cơ sở. Nói cách khác, lúc này trong cơ thể nó xí viêm năng lượng tương đương với mới tiến hóa thời gian nhiều gấp 6 lần, toàn lực bạo phát thổ tức phía dưới dự tính có thể kiên trì mười mấy phút. Về phần hiện tại thổ tức uy lực mạnh bao nhiêu, liền muốn tìm một đầu cao giai biến dị thú thử xem mới biết. Chương 155, sinh tử tiêu tan, xếp hạng 948. Sáng ngày thứ 2, quảng trường chính diện nhiệm vụ người trong đại sảnh người tới hướng. Từng cái mặc phổ thông chiến giáp, hoặc là càng bá đạo xuất khí siêu phàm chiến giáp tu luyện sinh ra vào vào. Những người này khí tức đại bộ phận đều tại tầng 3 trở lên, tầng 4 cũng không ít, mỗi người vác trên lưng phụ vũ khí đều 10 điểm to lớn, một chút thậm chí tản ra nhàn nhạt quang mang. Rất rõ ràng đó là siêu phàm vũ khí. Thái Sơn tiểu đội thiếu 2 cái nhấc biến dị thú đội viên thi thể, kèm theo phản trọng lực ổ đĩa, có cảm thấy hứng thú mau tới, yêu cầu thấp nhất tầng 3. Thần kiếm đội ngũ mở rộng tuyển người, chiêu 2 cái tầng 4 sơ kỳ trở lên đội viên, chúng ta mục tiêu là cấp 5 biến dị thú. Nguyên cớ tốt nhất nắm giữ siêu phàm vũ khí. Náo nhiệt trong dòng người, thực quần áo chiến giáp Trần Sở Lạc Phi tại Hạ Hữu Huy dẫn đường phía dưới,
tại bên cạnh dụng cụ trên thiết bị thăng cấp một thoáng người trí năng thiết bị, hoàn thành cùng thiên cơ vệ tinh liên võng, bản đồ đổi mới. Đợi đến những cái này làm xong, ba người đi tới nhiệm vụ đại sảnh ngoài cửa, nơi đó mặc chiến giáp, gánh vác vũ khí cùng vật tư ba lô Lưu Phong đám người đã đang chờ. Hạ Hữu Huy phất phất tay, A Sở, vậy chúng ta liền đi trước, trở về lại liên hệ. Trần Sở gật đầu, đi A, chú ý an toàn, nhất là bảo vệ tốt Lạc Phi. Nàng tuy là đơn thể lực công kích cao, nhưng cận thân năng lực phòng ngự quá yếu. Lý Mãnh vỗ vỗ lồng ngực, bảo đảm nói, yên tâm Trần Sở, chỉ cần chúng ta còn tại liền sẽ không để nàng chịu một điểm thương tổn. Đây là tới từ một cái nam nhân hứa hẹn. Đúng, yên tâm đi. Viên Thành Hoàng gật đầu phụ họa. Lưu Phong gật đầu, đúng đấy, chớ xem thường chúng ta loạn thần tiểu đội. Thực lực chúng ta tại tầng 3 trong đội ngũ vẫn là rất mạnh, mỗi lần đều có thể vô hại đánh giết cấp 4 biến dị thú. Tại sao ta cảm giác tại trong mắt các ngươi, ta một điểm cận thân chiến đấu năng lực đều hay không? Nói lấy, gánh vác lấy súng bắn tỉa, bên hông cùng, trên lưng đều treo đầy băng đạn cùng lựu đạn mini thiếu nữ răng rắc một tiếng, đem lắp đặt băng đạn đại uy lực súng lục cắm ở bắp đùi chiến giáp bên trên, lộ ra tư thế hiên ngang. Trần Sở cười cười, lắc đầu nói, không giống nhau, ngươi là xạ thủ, khẳng định phải so những thịt này thuẫn hoặc là thịt chiến da giòn một chút, có nguy hiểm đương nhiên là bọn hắn trên đỉnh. Nói cười ở giữa mấy người đối Trần Sở phất phất tay, tiếp đó quay người rời đi. Lạc Phi sáu người mới đi, gánh trọng kiếm Lý Thần đi tới bên người Trần Sở, đứng ở trên bậc thang cảm thán nói, tới nơi này phía sau, ta thế nào có loại tầng 3 không bằng chó cảm giác. Trần Sở gật đầu nói, không cần cảm giác, tại nơi này tầng 3 liền là tạp binh. Lập tức Lý Thần một thoáng hết ý kiến, Trần Sở, ta chỉ là cảm khái một chút, ngươi kỳ thực có thể không cần trực tiếp như vậy. Trần Sở cười cười, đây không phải đả kích, mà là sự thật, bất quá đối với bọn hắn ta càng nhìn kỹ ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, bọn hắn đều tu luyện 2 năm thậm chí 3 năm mới tầng 3, mà ngươi tu luyện một cái học kỳ liền đuổi theo, có phải hay không tiềm lực lớn hơn? Nguyên cớ cố lên A, thiếu niên, vậy mới giống người lời nói, gặp lại, ta cũng muốn xuất phát. Nói lấy Lý Thần đối Trần Sở phất phất tay, cũng nhanh chân hướng ngoài trụ sở đi đến. Sớm tới chỗ này năm nhất sinh đều là thiên tài, mà thiên tài trong lòng đều có ngạo khí, quan hệ tốt chỉ là số ít, càng nhiều người quen thuộc độc lai độc vãng. Hô! Trần Sở thở ra một hơi, cũng chuẩn bị xuất phát. Nhưng vào lúc này, chỗ không xa quảng trường mặt bên màn hình lớn lại phát sáng lên. An Phụ Khanh, lấy tầng 4 sơ kỳ tu vi nghịch phạt lương núi vũ cao bạch hồng, kiếm y sinh tử tiêu tan. Công phạt vô song, trước mắt chiến tích bảng bài danh 948. Lập tức Trần Sở bước chân dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cùng những bạn học khác một chỗ ngẩng đầu nhìn, trên màn hình lớn một hàng kia nổi bật chữ đỏ. Lấy tầng 4 sơ kỳ nghịch phạt càng mạnh thiên tài, kiếm y sinh tử tiêu tan, công phạt vô song. Thật mạnh, người này tựa như là cái thứ nhất tiến vào chiến tích, bảng ngàn tên bên trong lớp 10 tân sinh A, còn giống như là chúng ta Nam Thiên Vũ cao học sinh, là chúng ta Nam Thiên Vũ cao người. Năm nhất thiên tài bảng bài danh 16. Sách, hiện tại tân sinh không được A, ta có loại cảm giác, lần này tân sinh so với lần trước còn yêu nghiệt. Không chỉ ngươi có loại cảm giác này, ta cũng có, nguyên cớ cố lên nỗ lực A, không phải chúng ta những cái này lão gia hỏa liền bị trục chết tại trên bãi biển. Còn cố lên cái rắm A, chúng ta mới tầng 3 hậu kỳ, đã sớm bị trục chết. Ở chung quanh những học sinh cũ kia nghị luận ầm ĩ bên trong, trên mặt Trần Sở lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xứng đáng là cái kia cao trung phía sau một đường để người khiếp sợ thiếu nữ. Phía trước tu vi đột phá muộn mấy ngày, hiện tại liền lấy cường thế hơn tư thế hòa nhau một ván, người thứ nhất giết vào chiến tích bảng phía trước 1000 tên. Nam Thiên Vũ cao căn cứ xuống núi có 3 con đường, đều là rộng mấy chục mét 8 làn xe đường bê tông, chất lượng có thể tiếp nhận nặng 100 tấn xe vượt trên, phân biệt chỉ hướng 3 cái phương vị. Trừ đó ra xung quanh còn có rất nhiều phòng ngự kiến trúc, những vũ khí kia trên thành lũy mặt chi ra họng pháo chừng nửa mét to, dài mười mấy mét, so những cái kia khu trục hạm hạm pháo còn dọa người. Bất quá nhìn xung quanh dấu tích hình như chưa từng dùng tới. Lúc này ba đầu trên đường lớn từng cái thân ảnh không ngừng bay vút mà qua, chớp mắt liền là mấy chục mét, trong đó có Trần Sở. Tuy là căn cứ cũng có hàng xe Việt dã chờ hiện đại hóa thiết bị, nhưng bọn hắn loại này lựa chọn tự do hoạt động, vào núi lịch luyện học sinh đều không ứng cử viên chọn thuê. Bởi vì ra căn cứ 10 km phạm vi xe liền vô dụng, không có đường. Chỉ là một hồi, Trần Sở liền từ trên núi vọt xuống tới, tiếp đó một mảng lớn bằng phẳng ruộng lúa, vườn trái cây khắc sâu vào trong mắt. Tại những ruộng lúa này trong vườn trái cây, một chút công nhân chính giữa lái công trình cơ giới tại lao động, tràn ngập điền viên cùng công nghiệp hóa gieo trồng khí tức. Nhưng vấn đề là nơi này là biến dị thú khắp nơi, dị thú chiến trường A. Màn này dù cho là Trần Sở đều không khỏi bước chân dừng lại, tiếp đó liền tiếp tục bay vút mà qua. Những này là vũ cao đặc biệt chiêu đi vào nhân viên,
ký hợp đồng, đặc biệt phụ trách khai khẩn căn cứ chung quanh ruộng đồng, gieo trồng hạt lúa chờ cây nông nghiệp. Cuối cùng quanh năm nhân khẩu tại hơn mấy trăm trường học căn cứ, mỗi ngày đối đồ ăn tiêu hao rất lớn, loại trừ biến dị thú thịt bên ngoài bình thường cơm rau quả trái cây, cũng không có thể thiếu. Mà nơi này khoảng cách phía sau căn cứ lớn cách nhau vài trăm km, chính giữa dãy núi lên xuống, vận chuyển phiền toái, nguyên cớ liền thúc đẩy sinh trưởng ra dị thú chiến trường gieo trồng ngành nghề, tự cấp tự túc. Trong này năng lượng thiên địa nồng đậm, đất đai phì nhiêu, lúa nước chở cây nông nghiệp chẳng những một năm ba quen, đồng thời sản lượng càng cao, ẩn chứa dinh dưỡng phong phú hơn. Bởi vậy chỉ cần khai khẩn dưới chân núi xung quanh 10 km phạm vi đất đai, sản lượng liền đầy đủ duy trì Nam Thiên Vũ Cao căn cứ hàng ngày tiêu hao. Đồng thời không chỉ là những cái này trường học căn cứ, những cái kia căn cứ quân sự cũng đồng dạng đại diện tích khai khẩn khu vực an toàn, còn có một chút khoáng vật khai thác, đặc thù tài nguyên trông coi. Trừ đó ra còn có mấy hàng mấy trăm ngàn phổ thông biến dị thú nuôi thả. Những năm gần đây, nơi này sinh sản đồ ăn cùng biến dị thú thịt, thậm chí đại lượng phản tiêu thụ ngoại giới. Bởi vậy dị thú chiến trường đối công nhân bình thường lượng nhu cầu cũng rất lớn, hàng năm đều sẽ đại lượng ngoại chiêu thành viên đi vào làm việc, phụ trách phổ thông làm việc, tiền lương đãi ngộ cực cao. Tất nhiên, cao đãi ngộ mang ý nghĩa nguy hiểm cao, nơi này dù sao cũng là sinh vật biến dị khắp nơi phong ấn sơn mạch. Dù cho có căn cứ học sinh mỗi ngày quét dọn, quân đội căn cứ xung quanh binh sĩ tuần tra, y nguyên sẽ có biến dị thú dạo chơi tới, hàng năm tạo thành rất nhiều công nhân bình thường thương vong. Bất quá coi như thế, nơi này làm việc vì y nguyên cung không đủ cầu, cần có quan hệ mới có thể đi vào. Bởi vì bên trong năng lượng nồng đậm hoàn cảnh đối bọn hắn hậu đại có chỗ tốt, tại trong này trường kỳ sinh hoạt hạ thể chất sẽ từ từ thay đổi, nói không chắc ngày nào đó liền nắm giữ tu luyện thể chất. Bất quá những cái này khoảng cách Trần Sở quá xa, những tài liệu kia hắn chỉ là đại khái đảo qua một chút liền không có chú ý. Tại Trần Sở một giây 100m phổ thông tốc độ xuống, hơn 10 km khoảng cách 2 phút đồng hồ liền thoáng một cái đã qua. Lập tức thân ảnh biến mất tại nơi núi rừng sâu xa. Phân thân 4 lần tiến hóa phía dưới, Trần Sở không chỉ lực lượng thuộc tính đột phá 1000 điểm, thể chất hơn 950, nhanh nhẹn thuộc tính cũng đạt tới hơn 800 khủng bố tình trạng. Trần Sở phía trước khảo nghiệm qua, chỉ là đơn thuần nhục thân lực lượng, hắn toàn lực bạo phát xuống tốc độ liền đạt tới 1 giây hơn 200m nửa tốc độ âm thanh. Mà một khi vận chuyển long tượng chân lực, lực lượng tăng phúc tăng vọt gấp mấy lần dưới tình huống, có thể nháy mắt đụng tiếng nổ chứng tiến vào tốc độ siêu âm. Tốc độ nhanh đáng sợ. Bởi vậy 1 giây 100m đối với hắn tới nói tựa như người thường bình thường bước đi, trạng thái bình thường đi đường không có một chút tiêu hao. Đây cũng là hắn không chuẩn bị cùng người tổ đội nguyên nhân. Không có cách nào, các phương diện thuộc tính cơ sở chênh lệch quá lớn, Hạ Hữu Huy bọn hắn đã theo không kịp hắn. Cụm núi trùng điệp ở giữa, một đạo thân ảnh màu đỏ sẫm cấp tốc hiện lên. Bỗng nhiên Trần Sở tay phải lộ ra, trên bàn tay màu đỏ thẫm long tượng chân lực lưu chuyển, trong chốc lát đem mặt bên đánh tới to lớn bóng đen một phát bắt được. Đây là một đầu thân dài 9m nhiều, thân thể chừng to bằng bắp đùi, toàn thân đen kịt độc mãng. Không chờ đầu này giữ tợn độc mãng dãy giụa, trên tay của Trần Sở đột nhiên dùng sức, bịch một tiếng liền đem đầu của nó bóp nát. Lập tức vô số huyết nhục nổ tung, lại bị Trần Sở bên ngoài thân chợt lóe lên hộ thể chân lực ngăn tại ngoài thân, tiện tay liền đem điên cuồng vặn vẹo thi thể vứt trên mặt đất. Tùy ý bóp chết một đầu cấp 2 biến dị thú bóng dáng Trần Sở, lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Hắn lần này đi ra mục tiêu là cấp 4 trở lên biến dị thú, tốt nhất là có thể gặp được cấp 5, đối với những cái này giá trị mấy điểm cống hiến D cấp biến dị thú căn bản không để vào mắt, hoặc là nói không phải chướng mắt mà là không thời gian mang đi. Đối với nhất định cần muốn đem thi thể mang về mới có thể đổi cống hiến yêu cầu, Trần Sở cũng có chút nhức cả trứng. Nếu là có thể như chơi game đồng dạng có thể giết liền có kinh nghiệm, nhưng không cần phải để ý đến thi thể thật tốt, lấy thực lực của hắn một ngày quét ngang phía dưới không có 1000. Cũng có thể kiếm lời cái 800. Tất nhiên, cái này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Cuối cùng trường học cùng quan phương không phải mở cơ quan từ thiện, biến dị thú thi thể sau khi cầm về có thể tinh luyện tinh huyết, huyết nhục, lân giáp, da lông những cái này xem như vật liệu. Oanh! Mới xông ra 10 mấy km Trần Sở tiện tay vỗ một cái, trong chốc lát không khí bạo tạc, một đầu đánh tới bao đốm đầu ầm vang bạo tạc, trực tiếp bị một bàn tay chụp chết. Dài 6 thước thân thể bịch một tiếng đập xuống đất, quay cuồng vài vòng phía sau mới dừng lại. Vô số máu tươi từ trên cổ phun ra, đem chung quanh cỏ dại mặt đất nhuộm đỏ. Liếc nhìn đầu kia biến dị thú thi thể, Trần Sở thần sắc bình tĩnh, thân ảnh lóe lên tiếp tục hướng sơn mạch chỗ sâu chạy như bay. Không đầy nửa canh giờ Trần Sở đã chạy nhanh hơn 100 km, trên đường đi tiện tay chụp chết D cấp biến dị thú có 8 đầu, phổ thông sinh vật biến dị 10 mấy đầu. Đây là hắn y nguyên bảo chỉ 1 giây 100m tốc độ di chuyển, thu lại khí tức dưới tình huống, nếu là chạy chậm một chút gặp phải tập kích sẽ càng nhiều. Hơn nữa, thu lại khí tức cũng không đại biểu tàng hình,
trừ phi núp trong bóng tối không nhúc nhích, bằng không y nguyên sẽ bị sinh vật biến dị trông thấy. Đây chính là dị thú chiến trường, ra căn cứ phạm vi phía sau bên ngoài khắp nơi đều là sinh vật biến dị, hơi vô ý khả năng liền sẽ xảy ra chuyện, chết tại biến dị sinh vật đánh lén bên dưới. Cuối cùng tam tứ trọng thiên tu luyện giả còn không làm được lực trường vây quanh, chân lực thời khắc hộ thể tình trạng. Mà chỉ cần là người, luôn có lơ là sơ suất nháy mắt, đây cũng là hàng năm những cái kia tu luyện học sinh thương vong một trong những nguyên nhân. Tiếp xuống Trần Sở một hơi vượt qua hơn 20 tòa sơn phong, lại xông ra hơn 300 km phía trước một cái sườn đồi xuất hiện. Vách núi treo leo ở giữa cùng phong gò thét, chiều ngang đạt tới 100 mét. Chạy nhanh bên trong Trần Sở hít sâu một hơi, hai chân bắp thịt hơi hơi bành trướng, nháy mắt dùng sức đạp mạnh, lập tức dưới chân nham thạch nổ tung, cả người oanh bạo bắn mà ra. Sưu! Trần Sở hóa thành một đạo quang mang màu đỏ thẫm, trong chốc lát liền vượt qua 100 mét rơi vào đối diện vách núi, tiếp lấy mấy cái lấp lóe liền xông lên đỉnh núi nhảy xuống. Phía dưới là một cái 90 độ nghiêng triển núi, hơn 1000 mét xuống núi lưng mới có cây cối thực vật tung tích. Oành! Nặng nề chiến hoa dẫm nát nham thạch, Trần Sở cả người tựa như cực hạn vận động viên đồng dạng cấp tốc trượt xuống, trên đường đi tia lửa tung tóe bốn phía đá vụn nổ tung. Hống! Đúng lúc này, đỉnh núi đối diện bỗng nhiên vang lên một tiếng bạo ngược gào thét, âm thanh điếc tai, gào thét phía dưới vô số phi cầm loài chim kinh bay, sơn thú chạy nhanh. Trần Sở lập tức ánh mắt sáng lên. Đã trượt xuống đến giữa sườn núi, bàn tay hắn tại trên vách đá một chảo, tay cầm lực lượng bạo phát, cả người nhất thời bắn mạnh mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh theo triền núi nghiêng cướp mà qua. Mười mấy km bên ngoài trong sơn cốc, một đầu thân dài chừng 20 mét, vai cao 15 mét vùng núi cự hùng ngay tại gào thét, tại dưới chân nó nằm một đầu thân dài 12 mét cự lộc thi thể, phía trên đại bộ phận huyết nhục đều bị gặm nuốt ăn sạch. Lúc này vùng núi cự hùng bên miệng cùng dưới cổ đều bị máu tươi nhiễm đỏ, toàn thân quang mang màu vàng lập lòe, tản ra bạo ngược hung lệ khí thế cường đại. Chỉ là đúng lúc này, xa xa trên núi một đạo thân ảnh màu đỏ thẫm xuất hiện. Cấp 5, không đúng, là cấp 4 đỉnh phong. Nhìn xem đầu kia đứng thẳng chừng 23 mét, không sai biệt lắm tầng 8 lầu cao to lớn biến dị thú, trong mắt Trần Sở lộ ra một vòng hưng phấn. Bình thường cấp 4 biến dị thú, quan phương thu hồi giá cả 50 điểm cống hiến cất bước, tình huống cụ thể xem biến dị thú hình thể, đẳng cấp, còn có thi thể độ hoàn hảo mà tính. Như loại này cấp 4 đỉnh phong, đồng thời hình thể to lớn vùng núi cự hùng lời nói sẽ quý hơn một chút, dự tính tại 70 điểm tả hữu. Quan trọng nhất chính là đầu này biến dị thú tại cấp 4 đỉnh phong, nói không chắc thể nội liền có sinh mệnh thủy tinh, một mai cấp 4 thạch anh giá cả so biến dị thú thi thể quý hơn. Nghĩ tới đây, trên tay của Trần Sở một phen, dài đến 3m6 bát hoang chiến kích xuất hiện tại trong tay. Oanh! Trần Sở trên mình một cỗ khí thế cường đại bạo phát, ngay sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh từ trên núi đáp xuống, sau lưng mang theo chói tai oanh minh âm bạo oanh minh. Mà ngay tại Trần Sở không chút trình kiêng kỵ bạo phát khí thế thời gian, đầu núi cao kia cự hùng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ bạo ngược, miệng rộng nộ trương phát ra gào thét. Hống! Gào thét bên trong núi cao cự hùng oanh một tiếng tứ chi lấy địa, thân hình khổng lồ ầm ầm vọt tới Trần Sở nghênh đón tiếp lấy. Cái này chấm đen nhỏ lại dám xâm lấn địa bàn của nó, đối nó phát động khiêu khích, quả thực tự tìm cái chết. Giữa song phương mấy cây số khoảng cách chợt lóe lên, chỉ là chớp mắt Trần Sở liền đi tới núi cao cự hùng ngoài 100 thước. Hống! Chạy nhanh bên trong núi cao cự hùng bỗng nhiên đứng lên, tại trên người nó một vòng quang mang màu vàng bạo phát, toàn thân hùng mao nổ tung, một cỗ cuồng bạo tột cùng lực lượng bạo phát. Oanh! Núi cao cự hùng cái kia to lớn song chảo chụp xuống, bao trùm 10 mét phạm vi, cuồng bạo lực lượng bá đạo phía dưới không khí tạo thành, từng vòng màu trắng khí lãng đẩy ra, thanh thế kinh người. Ngay tại lúc đó theo lấy quang mang màu vàng đảo qua, dưới chân Trần Sở đại địa bỗng nhiên phá toái, 20 mét phạm vi từng cái dài 5 mét, nửa mét to cứng rắn nham đâm bắn mạnh mà ra. Trong lúc nhất thời lên trời xuống đất đều bị phong tỏa. Oanh! Đúng lúc này một đạo vòng tròn màu đỏ thẫm kích mang quét ngang, những nơi đi qua từng cái cứng rắn như sắt nham đâm bạo tạc, lập tức bóng dáng Trần Sở lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Ngay tại Trần Sở biến mất nháy mắt, to lớn tay gấu rơi xuống, nháy mắt hơn 20 mét phạm vi đại địa phá toái, vô số thổ nhưỡng đá vụn tại cùng bạo tột cùng lực lượng phía dưới ném đi. Thực chất hóa lực lượng màu vàng càng là nhấc lên sóng xung kích, cuốn lên cuồng phong sông ra 100 mét, thanh thế kinh người. Mà ngay tại cự hùng đập nát đại địa nháy mắt, Trần Sở đã nhảy lên thật cao hơn 100 mét, tại trong tay hắn chiến kích bên trên quang mang màu đỏ thẫm, như hỏa diễm phun ra nuốt vào, sắc bén ép người. Oanh! Trần Sở trên mình một cỗ như thần như ma khí thế khủng bố bạo phát, xung quanh mảng lớn quang mang màu đỏ thẫm lập lòe, trong lúc mơ hồ có lệ quỷ kêu rên tại hư không vang lên. Bát hoang địa ngục, quỷ khóc thần hào. Oanh!
Trong chốc lát quang mang màu đỏ thẫm quấn quanh chiến kích ngang trời, giống như một đạo màu đỏ thẫm thất luyện từ trên trời giáng xuống, tản ra khủng bố uy thế để núi cao cự hùng dựng tóc gáy. Tại đầu này biến trong mắt dị thú giờ khắc này thiên địa biến sắc, một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong xông tới mặt. Hống! Kinh nộ gào thét bên trong cự hùng bắp thịt toàn thân bành trướng, trên mình quang mang màu vàng càng dày nặng, to lớn song chảo hướng lên vung đi muốn ngăn lại cái kia khủng bố một kích. Oanh! Ngay tại song phương tương giao nháy mắt, quang mang màu đỏ thẫm quấn quanh chiến kích nháy mắt, liền xé rách tay gấu bên trên dày nặng hộ thể năng lượng, ngay sau đó là cái kia to lớn tay gấu. Oanh! Cương mãnh cực kỳ, bá đạo tột cùng lực lượng phía dưới, to lớn tay gấu trực tiếp bị chém nát nổ tung, vô số huyết nhục ở giữa không trung nổ tung. Ngay sau đó kích lớn màu đen thế đi không giảm, mang theo hủy diệt quang mang chém xuống, ầm vang đện ở hướng trần sở gào thét cắn xé mà đi gấu ngoài miệng. Oanh! Sắc bén bá đạo màu đỏ thẫm kích mang nổ tung, nháy mắt đem núi cao cự hùng bên ngoài thân hộ thể năng lượng xé rách, to lớn miệng cùng sắc bén răng nanh đều bị nổ tung long tượng chân lực nổ nát vụn. Hống ô! Miệng bị nổ nát vụn, nửa bên mặt biến mất, trên đầu trải rộng từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương núi cao cự hùng phát, ra thê lương kêu rên, vô số máu tươi phun ra ngoài. Đau nhức kịch liệt cùng tử vong sợ hãi phía dưới, đầu này biến dị thú đột nhiên quay người, ba chi lấy muốn chạy trốn. Nhưng một kích đem nó một cái tay gấu oanh bạo, nửa bên gò má nổ tung trần sở, thân ảnh rơi xuống đất nháy mắt liền biến thành một đạo quang mang màu đỏ thẫm, đụng bạo không khí bắn mạnh mà ra. Trong chớp mắt trần sở liền xuất hiện tại núi cao cự hùng dưới thân thể, cả người nhảy lên một cái, trong tay chiến kích là màu đỏ thẫm kích mang phun ra nuốt vào, theo cổ nó là quét ngang mà qua. Oanh! Mới xông ra mấy chục mét núi cao cự hùng thân thể oanh một tiếng nằm trên mặt đất, quay cuồng một vòng phía sau không động đậy được nữa. Trên cổ dài đến hai trượng vết thương vị trí máu tươi tựa, như suối phun đồng dạng điên cuồng phun ra. Chỉ là vừa đối mặt hai chiêu, trần sở liền đem đầu này cấp 4 đỉnh phong biến dị thú chém ở kích bên dưới. Chiến lực sự khủng bố, vượt rất xa tầng 4 giới hạn, dù cho là phổ thông tầng 5 tu luyện giả, cũng không cách nào làm đến như vậy tồi khô lạc hủ. Hoặc là nói, phổ thông tầng 5 sơ kỳ tu luyện giả còn chưa nhất định giết đầu này, cấp 4 đỉnh phong cự hùng. Đứng ở to lớn biến dị thú thi thể bên cạnh, trần sở cầm kích mà đứng. Thần sắc lạnh nhạt, trên mình quang mang màu đỏ thẫm lưu chuyển, khí thế tràn đầy, tản ra nặng nề cảm giác áp bách. Ngay tại trần sở chuẩn bị thu hồi vũ khí, đem đầu núi cao này cự hùng thi thể kéo về đi thời gian, xa xa trong lúc mơ hồ vang lên có người âm thanh. Trương Lâm, đầu kia biến dị thú ngay ở phía trước, các ngươi nhanh bắt kịp. Trương Lâm, cái này có một điểm tên quen thuộc để trần sở bước chân dừng lại, hình như dường như ở nơi nào gặp qua. Nghĩ tới đây, trong đầu trần sở vô ý thức hiện lên chiến tích bảng. Bởi vì An Phụ Khanh nguyên nhân, lúc ấy trần sở lúc rời đi đảo qua một chút chiến tích bảng, liếc nhìn nàng bài danh vị trí, mà cái này người được gọi là Trương Lâm hình như ngay tại đằng sau nàng một vị. Bài danh 949, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Trong mắt trần sở lộ ra một vòng hưng phấn cùng chờ mong, hơi hơi quay đầu nhìn về phía xa xa. Nếu là người này thật là cái Trương Lâm kia, hình như có thể khiêu chiến một thoáng, nhìn một chút những cái này, tu vi tại tầng 4 hậu kỳ thiên tài rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá đối phương khả năng sẽ không dễ dàng tiếp lấy khiêu chiến của hắn. Nghĩ tới đây, trần sở ánh mắt rơi vào một bên núi cao cự hùng trên thi thể. Chương 156, chỉ là tân sinh, bị nghịch phạt lớp lớn thiên tài. Ngay ở phía trước trần sở nghe được đầu núi cao kia cự hùng gào thét thời gian, một phương hướng khác, cũng có một đoàn người nghe được đầu này biến dị thú thét to. Long Sơn Vũ cao 5 cái lớp 11 sinh đứng ở trên sườn núi. Mỗi người đều người mặc chiến giáp, một người cầm đầu trên mình chiến giáp tạo hình càng hoa lệ. Từ màu vàng kim không biết sinh vật lân phiến dung luyện, tản ra một vòng quầng sáng. Rất rõ ràng đó là một kiện siêu phàm chiến giáp, nắm giữ so với phổ thông chiến giáp càng cường đại hơn phòng ngự. Cầm đầu khôi ngô thanh niên nhìn về phía xa xa, mắt nhắm lại, hét to chấn núi, khí thế tràn đầy. Đầu kia biến dị thú đẳng cấp ít nhất cấp 4, dự tính cấp 4 hậu kỳ. Bởi vì giết biến dị thú quá nhiều, thông qua hét to ẩn chứa cường đại uy thế, Trương Lâm đại khái đánh giá một chút đầu kia biến dị thú đẳng cấp. Màu đỏ chiến giáp nữ sinh trên mặt tươi cười, không nghĩ tới hôm nay vận khí như vậy tốt, còn không ra Cửu Hoàn Sơn Mạch lại đụng phải một đầu cấp 4 biến dị thú. Cửu Hoàn Sơn Mạch hướng ngang liên miên hơn 1.000 km, phân bố 59 cái vũ cao căn cứ, tính đến tiến đến gần vũ cao căn cứ khoảng cách chỉ có vài chục km. Lại thêm vạn đếm được thiên tài dọc đi sâu Sơn Mạch không ngừng săn giết dưới tình huống, Cửu Hoàn Sơn Mạch cao cấp biến dị thú càng ngày càng ít. Ở căn cứ xung quanh 200 km bên trong, cơ bản đều là cấp 1 cấp 2 phổ thông sinh vật biến dị, đi sâu cửu hoàn, sơn mạch 300-400 km phía sau mới có thể gặp được cấp 3 biến dị thú. Cái phạm vi này cấp 4 biến dị thú tương đối thưa thớt, nếu là muốn tìm kiếm cấp 5 trở lên sinh vật biến dị,
thì muốn bước vào càng xa vân vụ sơn mạch. Song song tại những năm này nhân loại không ngừng săn giết, phụ cận rất nhiều biến dị thú cũng thay đổi đến càng âm hiểm, cẩn thận. Như tóc này ra gào thét biểu thị công khai địa bàn cao cấp biến dị thú, rất ít gặp, đồng dạng loại này sinh vật biến dị đều là theo địa phương khác lưu động tới. Tại phát hiện nơi này sinh tồn hoàn cảnh rất tốt phía sau, biến dị thú phát ra gào thét biểu thị công khai lãnh địa, tiếp đó, liền sẽ dẫn tới đi ra ngoài lịch luyện vũ cao thiên tài. Nghĩ tới đây, cầm đầu Trương Lâm trầm giọng nói, chúng ta mau qua tới nhìn một chút, muộn một chút nói không chắc đầu kia biến dị thú liền bị người đoạt đi. Đúng, đi. Bốn người khác gật đầu, thân hình lóe lên liền theo Trương Lâm từ trên núi đáp xuống. Trong năm người cho là đầu Trương Lâm khí thế tối cường, cảnh giới tại tầng 4 hậu kỳ đến gần đỉnh phong. Tiếp theo là hai cái tầng 4 trung kỳ, hai cái tầng 4 sơ kỳ. Bởi vậy không đem đầu kia hư hư thực thực cấp 4 hậu kỳ biến dị thú để ở trong lòng. Xem như Long Sơn Vũ Cao năm thứ 2 thiên tài, mỗi người bọn họ vũ khí đều luyện chế thành siêu phàm chiến binh, đồng thời tu luyện qua hai bộ trở lên bí pháp. Lại thêm tu luyện 2 năm cao cấp công pháp và chiến kỹ, chiến lực ít nhất đều có thể càng một cái tiểu cảnh giới. Càng chưa nói chiến tích bảng bên trên đều có tiếng Trương Lâm, một tháng trước, hắn một người liền đơn sát qua có một chút vương cấp huyết mạch cấp 4 hậu kỳ biến dị thú, càng là dùng đầu kia biến dị thú tâm vảy tăng thêm siêu phàm vật liệu, luyện chế ra một bộ siêu phàm chiến giáp. Chỉ là đám người mới lao xuống dốc núi mấy km, phía trước liền chuyển đến đầu kia biến dị thú kinh nộ gào thét cùng kêu thảm, lập tức mấy người thần sắc khẽ biến. Không được, có người nhanh chân đến trước. Nhưng nhanh, đi qua nhìn một chút. Tại khi nói chuyện gọi Đường Điềm nữ sinh tốc độ nhanh nhất, tầng 4 trung kỳ trên người nàng màu xanh chân lực vây quanh, giống như một tiếng gió thổi tàn ảnh tại giữa rừng núi cấp tốc lấp lóe. Chỉ là mấy hơi thở liền xông ra núi rừng, quay đầu hô, Trương Lâm, đầu kia biến dị thú ngay ở phía trước, các ngươi nhanh bắt kịp. Tại khi nói chuyện tại trên người nàng tiếng gió thổi vây quanh, cả người hóa thành một đạo màu xanh phong ảnh xuôi theo núi đá bắn ra mà lên, trong chớp mắt liền vượt qua vài trăm mét. Chỉ là làm nàng xông lên trên sườn núi thời gian thân hình không khỏi dừng lại. Chỉ thấy phía dưới trong sơn cốc, một đầu thân dài 20 mét núi cao cự hùng thi thể yên tĩnh nằm trên mặt đất, to lớn đầu cùng tay gấu huyết nhục tàn tạ, chảy ra đỏ tươi huyết dịch cơ hồ đem xung quanh mặt đất nhuộm đỏ. Tại đầu kia biến dị thú thi thể bên cạnh, một cái mặc phổ thông màu đỏ sậm chiến giáp thân ảnh cầm kích mà đứng, trên mình quang mang màu đỏ thấm lưu chuyển, tản ra nặng nề khí tức mà ngay tại nàng xuất hiện tại trên sườn núi thời gian, cái thân ảnh kia cũng ngẩng đầu nhìn tới. Làm sao vậy, Đường Điềm? Tại khi nói chuyện Trương Lâm cũng xông lên dốc núi, tiếp theo là sau lưng ba người khác, lập tức đều nhìn thấy phía dưới đã bị chém giết núi cao cự hùng. Quả nhiên bị người nhanh chân đến trước. Trương Lâm hơi đáng tiếc thở dài. Một cái khác tầng 4 trung kỳ đinh thần vẻ mặt nghiêm túc, người này tới từ cái nào vũ cao? Thực lực thật mạnh, rõ ràng nhanh như vậy liền đem đầu này biến dị thú chém giết. Chính xác rất mạnh. Một người khác gật đầu. Theo bọn hắn nghe được núi cao cự hùng biểu thị công khai địa bàn gào thét, đến bạo phát tốc độ vượt qua 10 km chỉ có 1-2 phút thời gian. Đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy đem nó chém giết, bày ra chiến lực không khỏi để người ghé mắt, quan trọng nhất chính là hơi thở đối phương cũng là tầng 4. Trương Lâm trầm giọng nói, cái phương hướng này gần nhất chính là Nam Thiên Vũ Cao, sẽ đi qua liền là Lương núi Vũ Cao, không có gì hơn giữa hai bên. Đi thôi, đầu này biến dị thú đã là người khác. Nói lên mấy người liền chuẩn bị quay người rời đi. Về phần cướp đoạt, điểm ấy tại dị thú chiến trường rất ít xuất hiện. Một cái là những thiên tài này trong lòng đều có ngạo khí, cướp đoạt người khác chiến lợi phẩm truyền đi thanh danh bất hảo nghe. Thứ hai thì là trên trời còn có hơn 100 cái vệ tinh nhìn kỹ, hơn nữa trường học cũng có quy định không cho phép tàn sát đồng học. Tuy là vệ tinh thời linh thời gian mất linh, nhưng cho đến trước mắt không có người làm 100-200 điểm cống hiến giết người, đánh bị thương đối phương cướp đoạt biến dị thú thi thể thì càng không cần thiết. Dễ dàng kết xuống tử thù. Ai biết bị cướp đoạt chiến lợi phẩm thiên tài có thể hay không ngày nào đó, tu vi bạo tạc, vượt lại, tiếp đó tính nhắm vào trọng thương thậm chí giết người báo thù. Bởi vậy trước mắt trên tổng thể Đông Hạ Vũ Cao tu luyện không khí tương đối sạch sẽ, không có loại hắc sắc hội kia tàn nhẫn hung tàn, không phải ngươi nhằm vào ta, liền là ta muốn chèn ép ngươi. Bất quá chẳng ai hoàn mỹ, có chút người thiên tính liền là âm tàn phá tuyệt. Bởi vậy tại tiến vào hơn 1000 km sơn mạch chỗ sâu phía sau, không có camera vệ tinh, tại phát hiện tài nguyên phía sau nguy hiểm, không chỉ là những cái kia cường đại sinh vật biến dị, còn muốn phòng bị người đứng phía sau. Đúng lúc này dưới sơn cốc Trần Sở bỗng nhiên nói, Long Sơn Vũ Cao, Trương Lâm. Rõ ràng thanh âm của hắn không phải rất lớn, nhưng thanh âm bình tĩnh lại truyền khắp toàn bộ sơn cốc, để Trương Lâm năm người bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn xem vài dặm bên ngoài Trần Sở, Trương Lâm cất cao giọng nói, không tệ, ta chính là Long Sơn Trương Lâm, không biết vị bạn học này tới từ cái nào trường học. Quả nhiên là hắn. Trong mắt Trần Sở lộ ra một vòng hưng phấn,
khách khí nói, Nam Thiên Vũ Cao, Trần Sở, Trương Đồng Học, ta có cái đề nghị không biết rõ có hứng thú hay không? Đề nghị gì? Nói là hỏi thăm, kỳ thực trong lòng Trương Lâm đại khái đã biết mục đích của đối phương. Trần Sở bình tĩnh nói, ta muốn cùng Trương Đồng Học luận bàn một thoáng, lấy đầu này cấp 4 đỉnh phong biến dị thú làm tiền đặt cược, nếu là ta thua, đầu này biến dị thú cùng thể nội khả năng tồn tại sinh mệnh thủy tinh đều về ngươi. Đường Điềm lắc đầu, quả nhiên, lại là một cái muốn đạp Trương Lâm thượng vị ra hỏa. Tại Trương Lâm vào tuần lễ trước tiến vào chiến tích bảng xếp hạng ngàn tên phía sau, chỗ tồn tại Long Sơn Cao Võ căn cứ liền có một chút tầng 4 đồng học khiêu chiến. Cuối cùng đối với chậm rãi đi đánh giết biến dị thú tích lũy điểm tích lũy, nào có trực tiếp đánh bại Trương Lâm bên trên chiến tích bảng nhanh. Chỉ là những đồng học kia đều bị Trương Lâm đánh bại, đồng thời còn thua rất nhiều tiền đặt cược. Đinh Thần Thần sắp có chút ngưng trọng, không nghĩ tới đầu này biến dị thú đẳng cấp lại là cấp 4 đỉnh phong, đối phương chiến lực có chút mạnh a. Nói lấy hắn nhìn về phía Trương Lâm, khuyên nhủ, Trương Lâm, thôi được rồi, không cần thiết là một đầu cấp 4 đỉnh phong biến dị thú cùng hắn luận bàn. Chính xác, ba người khác cũng gật đầu. Đối với những thiên tài này tới nói, treo ở chiến tích bảng bên trên bài danh, có thể so sánh mấy chục chừng 100 điểm cống hiến chân quý nhiều, hoặc là nói càng có mặt mũi. Bất quá Trương Lâm lại cười khẽ lên, ta quyết định đáp ứng hắn. Cái gì? Bốn người khác sững sờ. Trương Lâm chậm rãi nói, ta đã biết người này là ai, Nam Thiên Vũ Cao, Trần Sở, các ngươi không cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc ư? Đi qua Trương Lâm nhắc nhở, Đường Điềm hơi sững sờ, tiếp đó bật thốt lên, cái kia năm nhất thiên tài bảng thứ 6. Trương Lâm gật đầu, đúng, liền là hắn. Đêm qua bọn hắn trở về Long Sơn căn cứ thời gian tương đối trễ, không thấy căn cứ trên màn hình lớn lập lòe màu đỏ chữ lớn. Nhưng đằng sau tại đi tiệm cơm lúc ăn cơm, cũng theo những bạn học khác trong miệng nghe nói có cái năm nhất sinh, trực tiếp xông lên thiên tài bảng tên thứ 6 sự tình. Lại là hắn, mặc màu đỏ chiến giáp mắt Trương Phượng nhắm lại, nhìn tới cái này tân sinh là muốn học buổi sáng hôm nay cái kia người được gọi là An Phụ Khanh, nghịch phạt Trương Lâm ngươi tiến vào chiến tích bảng. Dám hướng ngươi phát động khiêu chiến, cái này tân sinh thực lực có lẽ rất mạnh, hơn nữa hắn bài danh sau buổi sáng hôm nay cái kia tân sinh cực cao, không thể khinh thường. Trương Lâm gật đầu, ta biết, bất quá ta đối với hắn cũng có chút cảm thấy hứng thú, đây chính là tới từ tân sinh đối lão sinh khiêu chiến, hơn nữa ta cũng không yếu không phải sao. Cũng vậy, ba người khác khẽ gật đầu, xem như nhiều tu luyện một năm, đồng thời tại dị thú chiến trường lăn lộn hơn nửa năm thiên tài, bọn hắn tích lũy xa xa không phải Trần Sở. Loại này tu luyện nửa năm tân sinh có thể so, nhất là Trương Lâm, tầng 4 hậu kỳ đến gần đỉnh phong tu vi liền cao hơn Trần Sở, hai cái tiểu cảnh giới, lại thêm cường đại siêu phàm chiến giáp, siêu phàm vũ khí, phòng ngự cùng công kích đều tăng lên tới cực hạn. Trừ đó ra Trương Lâm còn tiêu hao gần ngàn điểm cống hiến, đem ba bộ phận đừng ra chỉ lực lượng, tốc độ, còn có đao khí tăng phúc bí pháp tu luyện tới tiểu thành tình trạng. Bởi vậy chớ nhìn hắn mới tầng 4 hậu kỳ, chiến lực sớm đã vượt qua tầng 5. Nếu không phải bị quản chế tại cảnh giới đã sớm giết vào chiến tích, bảng 500 người đứng đầu. Mà cái này tân sinh nửa năm liền đột phá đến tầng 4, cái tốc độ tu luyện này để bọn hắn cũng thèm muốn, nhưng nói có thể thắng Trương Lâm còn muốn đánh qua mới biết được. Hơn nữa ngắn ngủi một cái học kỳ thời gian, hắn bí pháp nói không chắc cũng không kịp học, vũ khí trong tay nhìn dáng dấp cũng chỉ là phổ thông hợp kim binh khí, nguyên cớ Trương Lâm phần thắng vẫn là không nhỏ. Trên mặt Trương Lâm lộ ra nụ cười tự tin, đưa tới cửa điểm cống hiến cùng sinh mệnh thủy tinh không cần thì phí, đi thôi, chúng ta xuống dưới gặp gỡ cái này Nam Thiên Vũ Cao thiên tài. Nói lấy năm người một trước một sau theo trên sườn núi bay vút mà xuống, mấy cái lấp lóe sẽ xuyên qua rừng cây nhỏ xuất hiện tại sơn cốc. Nhìn xem mười mấy mét bên ngoài rắn giỏi thân ảnh, Trương Lâm trầm giọng nói, Trần Sở, ta hỏi lần nữa, ngươi khẳng định muốn cùng ta giao thủ. Tu vi của ta bây giờ tại tầng 4 hậu kỳ, tu luyện tam bộ bí pháp, nắm giữ siêu phàm chiến giáp cùng siêu phàm vũ khí, đến lúc đó thua đừng nói ta bắt nạt ngươi. Trương Lâm 10 điểm quang minh lỗi lạc, đem ưu thế của mình mới nói đi ra. Trương học trưởng nói đùa, đề nghị này là ta đưa ra, thua tự nhiên là ta tài nghệ không bằng người. Trần Sở khiêm tốn nói, ta vừa tới dị thú chiến trường, đối với nơi này hết thảy đều chưa quen thuộc, hôm nay trùng hợp gặp được học trưởng nguyên cớ muốn kiến thức một thoáng, trước nghiên cấp thiên tài thực lực. Muốn nhìn một chút ta với các ngươi có bao nhiêu chênh lệch. Sau đó cũng tốt càng cố gắng đuổi theo. Trần Sở thái độ làm cho Trương Lâm đám người có chút bất ngờ, nguyên bản bọn hắn cho là cuộc gặp mặt này, liền khiêu chiến thiên tài tâm tình rất cao ngạo, không nghĩ tới khiêm nhường như vậy. Thấy thế trên mặt Trương Lâm lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, được, hôm nay mặc kệ thắng thua, ngươi người bạn này ta giao, đến lúc đó có thời gian tới Long Sơn căn cứ làm khách. Trần Sở cũng mỉm cười gật đầu, tốt, có cơ hội nhất định tới Long Sơn căn cứ thăm thú. Nói xong giữa hai người không khí một thoáng nghiêm nghị lại, đều nơi cổ tay điểm một cái,
bắn ra giả thuyết cảm ứng tuyển hạng phía sau, nhấn một cái vị trí khóa chặt, nháy mắt mười mấy vạn mét trên không trung, một cái HD vệ tinh máy quay phim hơi hơi điều chỉnh, đem phía dưới phát sinh tại sơn cốc một màn quay. Tất nhiên, cái này vệ tinh chỉ có thể đại khái quay đến hai người hình vẽ, chỉ là xem như lần này khiêu chiến chứng kiến. Bởi vì tại Trần Sở hai người vị trí khóa chặt phía sau, bọn hắn cặn kẽ tin tức cũng đồng bộ truyền đến siêu máy tính bên trên, ngầm thừa nhận bọn hắn tiến vào tranh tài trạng thái. Trần Sở thắng liền sẽ thay thế Trương Lâm bài vị, về phần thua tự nhiên là không có chuyện gì phát sinh. Đường Điềm đám người thấy thế thần sắc cứng lại, thân hình lui lại rời xa chiến trường. Oanh! Trương Lâm trên mình một cỗ hùng hậu màu vàng kim chân lực bạo phát, trên mình lớp vải màu vàng óng thượng văn đường từng cái phát sáng lên, quang mang màu vàng phát ra phía dưới tạo thành một tầng 5cm dày trong suốt chiến giáp. Hai tầng phòng hộ tiếp một cỗ kim cương không động, dày nặng kiên cố chi ý tràn ngập ra, khí tức cường đại đè ép không khí chung quanh, hóa thành một cỗ kình phong đem xung quanh phạm vi mấy mét cho bụi thổi lên. Tiếp lấy trên tay của Trương Lâm một cái dài 3 mét, cánh cửa rộng như vậy màu đen chiến đao xuất hiện tại trong tay hắn, phía trên cũng có nhạt hào quang màu vàng nhạt lưu chuyển, tản ra sắc bén khí tức. Xem như cặp tích lũy một năm thiên tài, Trương Lâm cũng đổi tu di vòng tay. Trần học đệ, ta tu luyện chân vũ gọi tám tay kim cương, nắm giữ đồng bộ cao cấp chiến kỹ tám tay lần lượt chém, lấy cương mãnh bá đạo chảm kích làm chủ, chờ sau đó cẩn thận. Đa tạ học trưởng nhắc nhở, ta tu luyện là long tượng bá thể, chiến kỹ bát hoang địa ngục, phong cách đồng dạng lấy bá đạo nặng nề làm chủ. Nói lấy Trần Sở trên mình một cỗ màu đỏ thẫm chân lực bạo phát. Oanh! Bá đạo như thực chất lực lượng khí tức đè xuống, Trần Sở không khí chung quanh cơ hồ ngưng kết, dưới chân 3 mét trong phạm vi mặt đất càng là hơi hơi trầm xuống một tấc. Đối mặt Trương Lâm loại này lớp lớn thiên tài, Trần Sở không dám khinh thường. Giờ phút này thể nội long tượng chân lực bạo phát tăng phúc xuống, bắp thịt toàn thân đều bành trướng một vòng, tràn ngập cảm giác áp bách, nhất là cái kia không biết là hấp thu cao giai loài rồng tinh huyết, vẫn là phân thân tiến hóa phía sau linh hồn nhiễm hung lệ long uy, để hắn giờ phút này nhìn lên tựa như một đầu bị đánh thức long thú. Cái kia vô hình tán phát long uy khí thế để Trương Lâm, đám người đều hít thở một thúc. Làm sao có khả năng, hắn không phải tầng 4 sơ kỳ tân sinh ư? Rút khỏi 100 mét Đường Điểm sắc mặt hơi hơi trắng lên, có chút giật mình nhìn phía xa Trần Sở. Xem như tầng 4 trung kỳ sinh viên lớp lớn, nàng rõ ràng bị Trần Sở trên mình bạo phát khí thế hù đến. Bỗng nhiên Trần Sở cùng Trương Lâm đều ẩm vang hơi động, dưới chân thổ những bạo tạc, hai người, trong chốc lát hóa thành một đỏ thắm một màu vàng kim hai đạo quang mang bạo bắn ra, mà ra, keng, bát hoang chiến kích nháy mắt cùng màu vàng kim chiến đao chém ở một chỗ, phía trên quấn quanh màu đỏ thẫm kích mang cùng đao khí màu vàng hơi hơi giằng co, liền giống như cao bạo thuốc nổ đồng dạng ẩm vang bạo tạc, oanh. Trong chốc lát hai người xung quanh đại địa chấn động, quần sáng màu vàng đen nổ tung, cuồng bạo chân lực bạo phát xuống đem không khí đè ép, ra một vòng màu trắng sóng xung kích, quét ngang mười mấy mét phạm vi, cuồng phong gào thét bên trong Trần Sở sừng sững không động, nặng nề như núi, giống như một đầu long tượng tràn ngập bá đạo cương mãnh chi ý. Mà đối diện Trương Lâm trên mình chói mắt quang mang màu vàng lấp lóe, đối diện chiến kích chuyển lên tới hùng vĩ lực lượng chỉ là, để thân hình hắn hơi hơi trầm xuống, liền bị màu vàng kim chân lực ngăn lại. Một kích này song phương chỉ là thăm dò, nguyên cớ đều không có tránh né. Cảm thụ được đối diện cái kia nặng nề như núi bá đạo lực lượng, trên mặt Trương Lâm lộ ra vẻ hưng phấn. Phía trước hắn còn lo lắng cái này năm nhất thiên tài nội tình không đủ, vạn nhất xuất thủ quá nặng đánh bị thương đối phương làm thế nào, hiện tại xem ra thực lực đối phương vẫn là rất mạnh. Mà tại đối diện Trần Sở cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tại hắn 3 phần lực lượng một kích phía dưới, đối phương thân hình rõ ràng chỉ là quơ quơ, bộ kia siêu phàm chiến giáp cùng công pháp kết hợp phía dưới hình như, phòng ngự rất mạnh bộ dáng. Lời như vậy hắn có thể nhiều thêm một chút lực lượng. Chương 157, không thể địch nổi, lần nữa hiển thánh. Nhìn như một kích phía dưới thế lực ngang nhau phía sau, đối diện Trương Lâm hưng phấn nói, Trần học đệ, chú ý, ta phải nghiêm túc lên. Nói lấy trong tay Trương Lâm chiến đao bên trên đao khí màu vàng bỗng nhiên bạo phát, cường đại phản chấn lực lượng phía dưới cả người lui nhanh mười mấy mét, tiếp lấy hai tay cầm đao làm ra công kích xu thế. Sừng sững tại chỗ Trần Sở cầm kích mà đứng, trầm giọng nói, tới đi, bát bộ luân chuyển. Trong chốc lát Trương Lâm hóa thành một đạo màu vàng kim tàn ảnh bắn mạnh mà ra, trong tay to lớn chiến đao bên trên dài, đến 1 mét đao khí màu vàng phun ra nuốt vào, sắc bén tột cùng. Những nơi đi qua cơ hồ đem không khí cắt chém ra một đạo rộng 3 mét, dài đến mười mấy thước đen kịt mặt bằng vết nứt, đó là không tức giận nháy mắt bị chém chết thành chân không dị tượng. Bất quá dù cho Trương Lâm một đao kia uy lực càng mạnh, tốc độ càng nhanh, tại đến gần nháy mắt càng là nháy mắt biến chiêu vài chục lần, y nguyên bị Trần Sở ngang trời một kích tinh chuẩn ngăn lại. Oanh! Chém rách đại khí chiến đao lần nữa cùng bát hoang chiến kích tương giao, bộc phát ra càng cuồng bạo đáng sợ trùng kích.
Tu luyện giả chiến đấu cũng không chỉ là một đao một côn cứng rắn chém, còn có chân vũ cường đại chiến kỹ. Chỉ thấy long tượng chân lực bạo tạc nhấc lên cuồng bạo trùng kích bên trong, Trương Lâm chiến đao vừa chạm vào tức lùi, thân ảnh lóe lên hóa thành ba đạo thân ảnh xuất hiện tại trần sở xung quanh, khí tức thậm chí dáng dấp đều giống như đúc. Tại ba cái trong tay Trương Lâm chiến đao vung vẩy, phía trên đao khí lập lòe, giống như từng đạo màu vàng kim tia chớp xé rách hết thảy chém về phía trần sở. Huyễn ảnh, kính tượng. Trần sở ánh mắt không hề bị lay động, xuôi theo tầm mắt truyền đến phương hướng chiến kích tiện tay quét ngang, tùy ý kéo liền lấy sườn lưỡi đem bên trái chém tới chiến đao ngăn lại. Oành! Nháy mắt cuồng bạo chân lực bạo tạc sóng xung kích bạo phát, hóa thành cuồng phong đem mặt khác hai đạo thân ảnh thổi tan. Tốt! Bị nhìn thấu huyễn ảnh liên chạm trên mặt Trương Lâm thần sắc càng hưng phấn, mà không thế nào bạo phát lực lượng trần sở thì thần sắc bình tĩnh. Thương thương thương! Bạo phát tốc độ bí pháp Trương Lâm tốc độ kinh người. Dưới chân đạp tương tự bát quái phương vị thân pháp, mang theo từng đạo màu vàng kim tàn ảnh điên cuồng xoay quanh trần sở tiến công. Tại trong tay hắn đao quang như điện, to lớn chiến đao tại nửa tốc độ âm thanh tốc độ súng uy thế kinh người. Mà trần sở cũng không yếu, sừng sững không động trong tay hắn chiến kích màu đỏ thẫm kích mang phun ra nuốt vào, đâm, bổ, quét, chém, khóa trở chiêu thức tiện tay gỡ tới, đem có công kích ngăn lại. Trọn vẹn nhìn không ra là một cái mới tu luyện mấy ngày kích pháp người, mà là tiến dần 10 năm kích pháp cao thủ. Nhất là trần sở tuy là đứng tại chỗ, nhưng tốc độ công kích càng nhanh, khoảng cách gần hạ thủ bên trong chiến kích vung vẩy cơ hồ đạt tới vận tốc âm thanh, mỗi một kích chém ngang thời gian đều sẽ âm sát nổ tung kêu. Đó là không tức giận bị oanh nổ phong lôi. Mỗi một lần đao quang màu vàng cùng màu đỏ thẫm kích mang chém ở một chỗ nháy mắt, đều sẽ bộc phát ra cường đại trùng kích, chân lực bốn phía, cuồng phong gào thét. Bất ngờ có một đạo đao khí màu vàng rơi trên mặt đất, đại địa liền sẽ bị xé rách ra một đạo dài mấy mét vết nứt. Màu đỏ thẫm kích mang rơi xuống đất thì sẽ phát sinh bạo tạc. Trong lúc nhất thời mấy chục mét trong phạm vi cát bay đá chạy, đại địa chấn động, giống như hai đầu cuồng bạo cự thú. Thanh thế như vậy nhìn xa xa đường điểm bốn người vẻ mặt nghiêm túc. Mà bọn hắn không biết rõ lúc này trần sở căn bản không bạo phát bao nhiêu lực lượng, tại quan sát dung nhập chân thực lực lượng long tượng bá khí cùng, hậu kỳ cao cấp công pháp đao khí mạnh yếu, thân pháp, chiến kỹ. Lần này hắn khiêu chiến cũng không phải làm cái kia chiến tích bài danh, mà là nghĩ thông qua Trương Lâm. Cái này năm thứ hai thiên tài tính toán một thoáng chính mình thực lực định vị, làm đến biết người biết ta. Mà đúng lúc này, một mực ở vào thủ thế trần sở bỗng nhiên hét dài một tiếng, trong chốc lát hai tay bắp thịt bành trướng, một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát, chiến kích quét ngang. Oanh! Nháy mắt cuồng phong gào thét, mấy chục mét quay cuồng bụi mù, tại màu đỏ thẫm thất luyện vòng tròn cuồng phong phía dưới nháy mắt tiêu tán, đồng thời còn có một đạo thân ảnh màu vàng bắn mạnh mà ra. Oanh! Bị trần sở một kích chiến kích tung tóe mấy chục mét Trương Lâm rơi xuống đất, thân hình vẫn không tự chủ được liền lùi lại hai trượng mới dừng lại. Lực lượng thật mạnh. Nhìn xem ngoài mấy chục thước cầm kích mà đứng ở tàn tạ đại địa trung tâm động đều không động tới trần sở, Trương Lâm Lâm hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc lên. Từ lúc mới bắt đầu khinh thị đến thăm dò một chiêu phía sau hưng phấn, lại đến giao thủ vài trăm chiêu phía sau sừng sững không động, Trương Lâm biết hôm nay khả năng phiền toái. Cái này năm nhất thiên tài rất mạnh, quả thực mạnh giống như một cái quái vật, nhìn tới không thể lưu thủ. Nghĩ tới đây, Trương Lâm trên mình khí tức lần nữa tăng vọt, chói mắt quang mang màu vàng hội tụ tại trong tay chiến đao bên trên, trong chốc lát đao khí tăng vọt tới 2 mét. Bát tí luân chạm. Trương Lâm hét dài một tiếng, cả người nháy mắt bị từng đạo đao quang màu vàng vây quanh, những cái kia màu vàng kim quang ảnh tựa như là từng đôi cánh tay màu vàng óng, lại như đao khí, thực chất hóa đao khí màu vàng xé rách không khí bao trùm hơn 10 mét phạm vi. Lấy hắn làm trung tâm tại trên mặt đất xé rách ra từng đạo vết nứt, tựa như một tôn tám tay kim cương chấn áp hết thảy. Oanh! Trương Lâm ẩm vang hơi động, giống như một đầu phá hủy hết thảy tám tay kim cương hướng trần sở bắn ra mà đi, những nơi đi qua cát bay đá chạy, đại địa đều bị kẻ lật một lần. Bỗng nhiên chung quanh hắn từng đạo màu vàng kim đao khí cùng, trong tay hắn chiến đao hợp nhất, đao khí tăng vọt, tạo thành càng nhanh đáng sợ đao quang màu vàng xé rách đại địa hướng trần sở chém xuống. Tám tay luân chuyển, phóng xuất ra tám đạo đao khí luân chuyển ở giữa hợp nhất, nháy mắt tăng lên đao khí gấp mấy lần uy lực sát chiêu. Đã từng một chiêu này, phía dưới hắn một kích đem một đầu cấp 5 sơ kỳ biến dị thú trọng thương, cuối cùng phối hợp đồng đội thoải mái chém giết. Nhìn xem cái kia cơ hồ chém nát đại địa đao khí màu vàng, trần sở thân hình ẩm vang hơi động, trong tay bát hoang chiến kích bên trên từng sợi quang mang màu đỏ thẫm quấn quanh, giống như một đầu ma long gào thét mà ra. Oanh! Tiếp xúc nháy mắt cuồng bạo màu đỏ thẫm chân lực tựa như đạn đạo bạo tạc, không giảng đạo lý, đáng sợ trong bạo tạc còn hỗn hợp vô số sắc bén kích mang.
Chân lực bạo tạc trùng kích tuy là bị tám tay luân chuyển đao quang xoắn nát, nhưng đồng thời cũng để cho kiên cố sắc bén thuần đao quang màu vàng không còn ổn định, ầm vang sụp đổ. Cuồng bạo loạn lưu kình khí bên trong chương chiến kích ngang trời, mang theo không thể địch nổi bá đạo lực lượng rơi vào cánh cửa rộng như vậy, chiến đao bên trên. Trong chốc lát Trương Lâm biến sắc mặt, chỉ cảm thấy một cỗ núi lở đất mòn khủng bố lực lượng truyền đến, cả người oanh một tiếng bay ngược ra ngoài. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Trương Lâm trên mình còn mang theo một chuỗi màu trắng trong suốt âm bạo sóng xung kích, chớp mắt liền biến mất tại hơn 100 mét bên ngoài trong rừng cây, đem từng khỏa đại thụ đụng gãy. Lập tức núi rừng chấn động, mảng lớn rừng cây sụp đổ. Bỗng nhiên biến cố để xa xa đường điểm bốn người tất cả đều sững sờ, mộng tại chỗ. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn vừa mới hình như nhìn thấy Trương Lâm bay ra ngoài. Nhưng cái này sao có thể? Phía trước hai người không phải đánh còn thế lực ngang nhau à? Thế nào thi triển chiến kỹ bạo phát càng mạnh lực lượng Trương Lâm, ngược lại bỗng nhiên liền bị đánh bay. Bốn người nhìn về phía xa xa cầm kích sừng sững, trên mình quang mang màu đỏ thẫm quấn quanh bá đạo thân ảnh, trên mặt chậm rãi lộ ra chấn động, cái này tân sinh thật mạnh, Trương Lâm có thể muốn thua. Ha 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 ha, lại đến. Kèm theo cười to, Trương Lâm toàn thân tản ra lóa mắt kim quang theo trong rừng cây bắn mạnh mà ra, bởi vì tốc độ quá nhanh cơ hồ, tại sau lưng mang theo từng đạo màu vàng kim quang ảnh, loại trừ tốc độ tăng vọt. Lúc này Trương Lâm còn tản ra lực lượng càng thêm cường đại khí tức, nguyên bản bên ngoài cơ thể như màu vàng kim khôi giáp chân lực càng là, có loại bốc cháy cảm giác. Trần học đệ, ta tu luyện tam bộ bí pháp chia làm lực lượng cường hóa, nhanh chóng hình ảnh cùng chân lực sôi trào, tiếp ta toàn lực một chiêu kim cương bát bộ chém. Nói xong Trương Lâm hét dài một tiếng, cả người tại ngoài mấy chục thước thời gian oanh một tiếng phóng lên tận trời, giữa không trung lấy đáng sợ tốc độ chém ra từng đạo dài, đến mấy thước đao khí màu vàng. Những đao khí này ngưng tụ không tan, trong chớp mắt liền tạo thành một đạo màu vàng kim quang luân từ trên trời giáng xuống, lại như một đạo màu vàng kim thác nước cọ rửa mà xuống, phát ra oanh minh chấn động. Cường đại như thế chiêu thức để Trần Sở đều thần sắc hơi hơi ngưng trọng, không khỏi hít sâu một hơi. Lập tức thể nội vô cùng vô tận nhục thân lực lượng triệt để phóng thích, cùng bá đạo long tượng chân lực hòa làm một thể. Nháy mắt Trần Sở trên mình như thần như ma khí thế bạo phát, quang mang màu đỏ thẫm quấn quanh cuối tuần vây mơ hồ vang lên thê lương kêu rên. Trong chốc lát một đạo màu đỏ thẫm chiến kích phóng lên tận trời, ầm ầm ngưng kết chân thực lực lượng chiến kích đánh đâu thắng đó, từng đạo đao quang màu vàng bị màu đỏ thẫm kích mang xoắn nát, tiêu tán đao khí màu vàng nổ tung hạ tướng Trần Sở, xung quanh mười mấy mét phạm vi bao trùm giống như thác nước cọ rửa, đem đại địa chém ra từng đạo 2-3 mét vết nứt. Trong lúc nhất thời Trần Sở xung quanh nháy mắt bị bụi mù bao phủ, chỉ còn dư lại đại địa chấn động oanh minh. Oanh, chiến kích cùng chiến đao tương giao, nháy mắt bạo phát lực lượng cơ hồ đem xung quanh hết thảy đều chấn diện, dưới chân Trần Sở đại địa càng là ầm vang phá toái, lấy hắn làm trung tâm dạn nứt ra từng đạo vết nứt lan tràn ba trượng. Một kích này Trương Lâm cơ hồ bạo phát toàn bộ lực lượng, tầng 4 hậu kỳ tu vi tăng thêm tam đại bí pháp gia trì cùng, từ trên trời giáng xuống động năng, dù cho là Trần Sở cũng cảm thấy vai cánh tay trầm xuống. Bất quá cũng chỉ là để Trần Sở cảm giác vai cánh tay trầm xuống, thân hình y nguyên sừng sững không động. Đúng lúc này, Trần Sở hai tay bắp thịt bành trướng, thể nội vô hạn lực lượng phóng thích không khí chung quanh đều đang vặn vẹo, bành trướng, tạo thành cuồng bạo kình phong bạo phát. Oanh! Không cách nào hình dung khủng bố lực lượng phía dưới, Trương Lâm lần nữa bị Trần Sở một kích quét bay, thân hình đánh bay rơi vào ngoài mấy chục thước, nặng nề chiến hoa xuống giường mặt chấn động. Lực lượng của hắn chẳng lẽ không có cực hạn ư? Nhìn phía xa, trên mình lực lượng khí tức càng bá đạo thân ảnh, trên mặt Trương Lâm cũng lộ ra vẻ chấn động. Lần đầu tiên thăm dò song phương thế lực ngang nhau, bạo phát trạng thái bình thường toàn lực bị đối phương một kích đánh bay, lần này càng là bạo phát bí pháp toàn bộ lực lượng gia trì, cũng đồng dạng không cách nào lay động mảy may. Cái kia thân ảnh khôi ngô tựa như một đầu thật long tượng cự thú, không thể lay động. Liền cái kia ngưng kết như thực chất chân lực, cũng trọn vẹn không giống tầng 4 sơ kỳ bộ dáng, nói là tầng 4 đỉnh phong hắn đều tin tưởng, quá hùng hậu bá đạo. Ngay tại Trương Lâm kinh nghi bất định thời gian, Trần Sở chậm rãi nói, Trương học trưởng, tiếp xuống đến phiên ta. Oanh! Trong chốc lát âm bạo oanh minh tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Lúc này lấy tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ tiến vào tốc độ siêu âm nháy mắt, Trần Sở chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa biến thành thâm hải, mỗi thêm một bước đều tràn ngập lực cản. Tại trong tay hắn bát hoang chiến kích giống như khai thiên tích địa diệt thế chi nhận, trong chốc lát xuất hiện tại trên đầu Trương Lâm. Oanh! Trương Lâm ngang đao đem đánh xuống chiến kích ngăn trở. Nhưng ngay tại ngăn trở nháy mắt hắn liền hơi đỏ mặt, tại cái kia không thể địch nổi, không thể ngăn cản khủng bố lực lượng phía dưới cả người thân hình trầm xuống, nửa quỳ dưới đất. Oanh! Bá đạo vô cùng lực lượng phía dưới, Trương Lâm xung quanh 10 mét phạm vi mặt đất ầm vang phá toái, tạo thành một cái đường kính 10 mét hố sâu, từng đạo vết nứt hướng bốn phương tám hướng lan tràn.
quỳ một chân trên đất. Trương Lâm sắc mặt đỏ lên, gắt gao nhìn xem trên đầu chậm chậm đè xuống, tới sống đao cùng càng ngày càng gần chiến kích sườn lưỡi. Làm bàn tay dày như vậy, sống đao tại không cách nào ngăn cản lực lượng phía dưới, đè ở trên bờ vai Trương Lâm thời gian, nháy mắt bên ngoài cơ thể cái kia 5 cm dày hộ thể chân lực chấn động lên. Cùng lúc đó, trên người hắn kim lân chiến giáp bên trên hoa văn càng là phát ra lóa mắt quang mang, lẫn nhau chiếu xuống tạo thành một cỗ cứng cỏi cường đại phòng ngự. Ngay tại Trương Lâm mặt đỏ lên, chuẩn bị bạo phát lực lượng đem trên đao đè ép chiến kích đánh văng ra thời gian, chiến kích bên trên phun ra nuốt vào màu đỏ thẫm kích mang ầm vang bạo tạc. Oanh! Mãnh liệt chân lực dán mặt dưới vụ nổ, Trương Lâm cả người đều bị nổ lật, đại địa chấn động, trên mình củng cố cứng cỏi màu vàng kim hộ thể chân lực triệt để sụp đổ. Tiêu tán từng đạo màu vàng kim màu đỏ thẫm chân lực rơi vào Trương Lâm, mặc lớp vảy màu vàng óng bên trên, phát ra phanh phanh âm thanh. Ngay tại Trương Lâm bị nổ mộng nháy mắt, bụi mù trong cuồng phong một cây chiến kích quét sạch đến quang mang màu đỏ thẫm, quét ngang vô song. Oành! Trương Lâm lần nữa bị Trần Sở một kích đánh bay, hóa thành một đạo quang mang màu vàng rơi vào hơn 100 mét bên ngoài trong rừng cây. Oanh! Không chờ Trương Lâm rơi xuống đất, Trần Sở liền đã mang theo một chuỗi màu trắng khí lãng cùng chói tai rít lên đuổi theo, khí thế ngập trời, cùng đứng lên Trương Lâm lần nữa chiến tại một chỗ. Bất quá lần này hắn không còn cùng Trần Sở cứng đối cứng, mà là thi triển thân pháp không ngừng chiến đấu. Rầm rầm rầm, toàn bộ núi rừng đều ầm vang chấn động, từng đạo đao quang màu vàng màu đỏ thẫm kích mang bất ngờ phóng lên tận trời, mảng lớn cây cối sụp đổ bạo tạc. Trần Sở mỗi một lần huy động chiến kích đều sẽ đem xung quanh hết thảy phá hủy, núi đá bạo tạc, cây cối bẻ gãy, thậm chí ngay cả đại địa đều bị cày ra từng đạo hồng câu. Trong chiến đấu huyết tính bị kích phát, Trương Lâm chỉ là né hơn 10 chiêu, liền không nhịn được lần nữa cùng Trần Sở ngạnh hám lên. Tiếp đó, rầm rầm rầm, mỗi một lần Trương Lâm chiến đao cùng màu đỏ thẫm kích mang quấn quanh chiến kích tiếp xúc thời gian, kích mang liền sẽ bạo tạc, cả người bị cuồng bạo bạo tạc trùng kích chấn khó chịu muốn thổ huyết. Nếu không phải trên người hắn chiến giáp thuộc về siêu phàm, tại chân lực gia trì xuống đối năng lượng trùng kích có rất mạnh suy yếu lời nói đã sớm bị thương nặng. Càng chưa nói còn có cái kia bá đạo vô cùng lực lượng, hơi không tránh thoát đến liền sẽ bị quét bay, căn bản ngăn không được, không cách nào ngăn, bị hung hăng áp chế. Tất nhiên, hắn căn bản không biết rõ lúc này Trần Sở y nguyên duy trì trạng thái bình thường lực lượng bạo phát. Nhìn phía xa sụp đổ từng khỏa cổ thụ che trời, chấn động đại địa, Đường Điềm sắc mặt hơi trắng bệch, gạt người a, đó là năm nhất tân sinh. Đinh Thần cười khổ, chúng ta không nhìn lầm, Trương Lâm quả thật bị cái kia năm nhất sinh áp chế, hoặc là nói không hề có lực hoàn thủ. Trong lúc nhất thời bốn người yên lặng, không biết nên nói cái gì. Cái này cùng bọn hắn xuống tới thời gian nghĩ hoàn toàn khác nhau, không phải là tu vi càng cao, nội tình càng hùng hậu, chiến lực mạnh hơn Trương Lâm đè ép cái kia tân sinh thiên tài đánh ư? Vẫn là nói bọn hắn quá phế vật, cố gắng tu luyện nhanh 2 năm, tại dị thú chiến trường không ngừng chém giết khổ tu phía dưới rõ ràng, còn bị một cái tân sinh cái sau vượt cái trước. Đúng lúc này, xa xa nửa bên núi rừng đều bị san bằng chiến đấu bỗng nhiên yên tĩnh lại. Kết thúc, đi qua nhìn một chút, bốn người vội vã bạo phát chân lực thi triển thân pháp bay vút qua. Mấy hơi thở bốn người sẽ xuyên qua sụp đổ núi rừng, nhìn thấy xa xa cây cối sụp đổ. Giữa chiến trường cái kia cách nhau hơn 10 mét đứng yên hai người. Còn tốt, để bọn hắn buông lỏng một hơi chính là Trương Lâm nhìn lên không bị cái gì trọng thương, chỉ là có chút chật vật chống đao mà đứng, trên mình khí tức suy yếu, chiến giáp lờ mờ. Mà đối diện Trần Sở trước sau như một cầm kích mà đứng, đã thu lại chân lực, chỉ là trên mình y nguyên tản ra vô hình nặng nề cảm giác áp bách, áp người hít thở khó chịu. Tốc độ nhanh nhất Đường Điềm thân hình lóe lên xuất hiện tại bên cạnh Trương Lâm, quan tâm nói, Trương Lâm, ngươi không sao chứ? Trương Lâm khẽ cười khổ, lắc đầu, ta không sao. Nói xong hắn nhìn cách đó không xa Trần Sở, cảm kích nói, Trần học đệ, đa tạ hạ thủ lưu tình. Lúc này Trần Sở khiêm tốn nói, nơi nào, Trương học trưởng khách khí, kỳ thực ta vừa mới cũng bạo phát ra toàn bộ lực lượng, chỉ là may mắn thắng Trương học trưởng một chiêu mà thôi. Trần học đệ, ngươi không cần khiêm nhường như vậy. Trương Lâm hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cỗ kia muốn hành hung Trần Sở một trận nỗi kích động. May mắn thắng ta một chiêu, ngươi đó là thắng ta một chiêu ư? Rõ ràng là dùng tuyệt đối lực lượng đè ép ta đánh có được hay không? Bất quá lần này Trương Lâm tâm phục khẩu phục, chỉ có cùng Trần Sở giao thủ phía sau, mới biết được cái này năm nhất thiên tài có nhiều đáng sợ. Cương mãnh vô cùng lực lượng, bá đạo chân lực, ý thức chiến đấu cũng đáng sợ kinh người, chiến kích chiêu thức thuần thục giống như bản năng, tốc độ phản ứng càng là nhanh đáng sợ. Có thể nói Trần Sở không có chút nào nhược điểm, tựa như một cái hoàn chỉnh hình 6 cạnh chiến sĩ, nhìn như bình thường thực ra cường đại để người tuyệt vọng. Trừ đó ra còn có cái kia chạm vào liền sẽ bạo tạc chân lực đặc tính, quả thực biến thái, mỗi lần bạo tạc chân lực trùng kích đều nổ người khác ngửa ngựa lật, liên chiêu bị cắt đứt tiết tấu.
Bất quá lần này hai người chiến đấu vẫn tính đến cần dừng thì dừng, đang thử thăm dò ra Trương Lâm phòng ngự cực hạn phía sau, đằng sau trong chiến đấu Trần Sở đều thu một phần lực lượng. Đây cũng là Trương Lâm vừa mới cảm tạ nguyên nhân, bằng không siêu phàm chiến giáp phòng ngự lại mạnh, cũng ngăn không được cái kia sắc bén bá đạo trọng kích công kích. Song phương chỉ là luận võ luận bàn, không phải có thù muốn sinh tử tương bác. Hơi nghỉ ngơi một hồi, chờ thể nội chân lực khôi phục một chút phía sau Trương Lâm chắp tay nói, Trần học đệ, chúng ta còn có việc phải đi trước, núi cao nước xa, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Trần Sở bị Trương Lâm tràn ngập giang hồ khí chắp tay làm dừng lại, tiếp đó cũng khách khí một chút đầu. Trương Phượng, Đinh Thần, Đường Điểm bốn người cũng đối Trần Sở khách khí lên tiếng chào, lập tức một nhóm năm người thi triển thân pháp biến mất tại giữa rừng núi, lộ ra gọn gàng. Đưa mắt nhìn năm người sau khi rời đi, trong mắt Trần Sở mới lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Đi qua một trận chiến này, Trần Sở đại khái thăm dò trước mắt hắn chiến lực. Trạng thái bình thường phía dưới, cũng liền là toàn lực phóng thích toàn bộ nhục thân lực lượng cùng long tượng chân lực bạo phát xuống, vung vẩy chiến kích thời gian công kích tầng 5 trung hậu kỳ tả hữu. Cũng liền là tầng 5 trung kỳ bên trong rất mạnh ý tứ, phổ thông tầng 5 trung kỳ tu luyện giả không phải là đối thủ của hắn, mà tại thi triển bát hoang luyện ngục kích hai đại sát chiêu phía sau, nháy mắt bạo phát chiến lực công kích có thể đạt tới ngũ trọng thiên về sau thời điểm, kích hoạt tượng độ phù văn bạo phát lời nói có thể quét ngang tầng 5. Như vậy vừa so sánh, hình như Trần Sở trạng thái bình thường chiến lực chỉ cao hơn Trương Lâm, hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng phải biết đối phương tu vi thế nhưng tầng 4 hậu kỳ, chân lực so tầng 4 sơ kỳ Trần Sở hùng hậu gấp bội, đồng thời càng cô đọng nặng nề. Phía trước chiến đấu đến đằng sau Trần Sở chân lực cơ hồ hao hết, hoàn toàn là bằng vào tuyệt đối nhục thân lực lượng đè ép đối phương đánh. Đồng thời còn muốn đem còn sót lại chân lực quấn quanh ở chiến kích bên trên, phòng bị chỉ là phổ thông hợp kim vũ khí chiến kích bị đối phương siêu phàm chiến đao chém bị thương thậm chí chặt đứt. Đây cũng là đằng sau Trần Sở cơ hồ đụng chạm nháy mắt liền dẫn bạo không nhiều long tượng chân lực nguyên nhân, không cho hắn phát huy vũ khí cùng chân lực cảnh giới ưu thế. Nguyên cớ đằng sau tại đối mặt vượt cấp chiến đấu thời gian, hắn nhất định cần tốc chiến tốc thắng, không cho những cái kia cao cấp biến dị thú hoặc là địch nhân tiêu hao hắn chân lực cơ hội. Nghĩ tới đây không khỏi Trần Sở khe khẽ thở dài, còn chưa đủ mạnh a. Liền Trương Lâm cái chiến tích bảng này đuôi tầng 4 hậu kỳ thiên tài, tại bí pháp, siêu phàm vũ khí, siêu phàm chiến giáp gia trì xuống chiến lực đều có thể vượt qua cảnh giới đạt tới tầng 5 trung kỳ. Dưới loại tình huống này, những cái kia 100 vị trí đầu tầng 5 thiên tài chiến lực tự nhiên càng thêm cường đại. Nhất là những cái kia ở vào tầng 5 đỉnh phong năm thứ 3 yêu nghiệt, bọn hắn tích lũy càng hùng hậu, bí pháp, chiến kỹ khẳng định đều tu luyện nói đại thành tình trạng. Cũng chỉ có xa xa siêu việt cảnh giới cường đại chiến lực, những cái này yêu nghiệt thiên tài mới dám đi sâu Vân Vũ Sơn mạch lịch luyện, cung cấp 6 biến dị thú chém giết, tìm kiếm chân quý tài nguyên. Cố lên, tranh thủ trong một tháng đem long tượng chân lực đột phá tới tầng thứ 6, cho chính mình đánh động viên phía sau, Trần Sở lại tới đến núi cao cự hùng trước mặt, bát hoang chiến kích bên trên màu đỏ thẫm kích mang phun ra nuốt vào, theo ngực thi thể bên trên xé rách ra một đạo vết thương khổng lồ. Rất nhanh, một mai tản ra tinh khiết sinh mệnh năng lượng thạch anh xuất hiện tại trong mắt Trần Sở. Quả nhiên có sinh mệnh thủy tinh. Bất quá lần này Trần Sở không có cả người bò vào đi, mà là dùng chiến kích ôm lấy thạch anh chậm rãi đem nó làm đi ra. Trần Sở nắm lấy lớn chừng quả đấm sinh mệnh thủy tinh, tại núi cao cự hùng da lông bên trên lau lau, tiếp đó lựa chọn chuyển hóa, tức mắt lập tức đáy hiện lên một loạt trong suốt văn tự. Ngươi chuyển hóa một mai cao độ tinh khiết sinh mệnh tinh thể, thu được 81 điểm thuộc tính. Nhìn xem trên giao diện thuộc tính tăng vọt tới 148 tự do thuộc tính, trên mặt Trần Sở lộ ra nụ cười. Mà ngay tại Trần Sở bạo phát lực lượng, kéo lấy nặng đến mấy chục tấn núi cao cự hùng thi thể chạy trở về thời gian. Tất cả căn cứ trên màn hình lớn hồng quang lấp lóe. Trần Sở, lấy tầng 4 sơ kỳ tu vi nghịch phạt Long Sơn Vũ Cao Trương Lâm, kích mang bá đạo vô song, long ngâm tượng hống, trước mắt chiến tích bảng bài danh 949. Lập tức trong căn cứ rất nhiều người ngẩng đầu. Nhìn xem trên màn hình lớn lập lòe chữ lớn màu đỏ có chút kinh ngạc, bất ngờ, giật mình chờ không phải là ít. Trong đó Long Sơn Vũ Cao một chút học sinh. Trương Lâm gia hỏa kia rõ ràng bị một cái năm nhất tân sinh đánh bại. Vô dụng, rõ ràng bị một cái tân sinh xem như bàn đạp. Lần sau vào núi, mọi người gặp được cái kia người được gọi là Trần Sở, nhất định phải làm cho hắn biết chúng ta Long Sơn Vũ Cao lợi hại, Trương Lâm tên kia quá mất mặt. Nói đơn giản, ngươi đi khiêu chiến hắn ư? Ta liền thôi, ta mới tầng 3 trung kỳ, liền không cho trường học mất thể diện. Nam Thiên Vũ Cao căn cứ, ngay tại cái kia chữ lớn màu đỏ, lập lòe thời gian một nhóm 5 người tiểu đội gió bụi mệt mỏi trở về, trong đó hai người chính là mặc chiến giáp Lâm Tuyết cùng Lâm Vũ tỷ muội. Khi thấy cái kia lập lòe chữ lớn màu đỏ thời gian, hai nữ đều sững sờ. Lâm Tuyết càng là không dám tin, bờ môi hơi mở,
Thất Thanh nói, làm sao có khả năng, Trần Sở tới, còn...